Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 117. Tiểu Tháp. Diệp Quân nhìn y, cha ngươi cũng dữ dội thật. Lâm Thiên Đế. Diệp Quân nhìn tia sáng vàng ở xa, hỏi, trừ Khung Lăng ra, học viện thần pháp với người khổng lồ Thiên Nhung thì sao? Lâm Thiên Đế lắc đầu, không biết, ta chỉ biết Khung Lăng phái bọn ta đến thử ngươi, không ngờ ngươi lại mạnh vậy. Diệp Quân gật đầu, nhìn bốn phía rồi nói, tổ tiên tộc Thiết Thần năm xưa một mình chống lại dị thần, oai phong hùng dũng, vậy mà con cháu bây giờ chỉ biết sụt cổ dở trò hèn hạ. Thần tướng Khung Dã mà biết có lẽ sẽ tức đến sống lại. Một thoáng sau có tiếng bước chân vang vọng, một người thanh niên đi ra. Gã mặc áo hoa, tay giấu trong tay áo, trông còn rất trẻ, mặt hơi mỉm cười. Đi theo gã là một số thanh niên khác đang nhìn Diệp Quân với vẻ bất thiện. Đây là Khung Lăng. Thiếu tộc trưởng tộc Thiết Thần. Khung Lăng cười hỏi, người chính là viện trưởng Quan Huyên của vũ trụ Quan Huyên đó. Thứ như ngươi mà cũng xứng đáng có được trái tim luật pháp vô thượng của tổ tiên ta. Diệp Quân biến mất. Xoẹt. Thời không nơi Khung Lăng đứng bị kiếm đâm xuyên, nhưng gã đã không còn ở đó. Diệp Quân quay lại, thấy Khung Lăng xuất hiện nơi hắn vừa đứng. Gã phẩy tay, chỉ thế thôi à. Giọng Lâm Thiên Đế vang lên trong đầu Diệp Quân, hắn mang một món thần khí triệt địa thần hoa của tộc Thiết Thần trên chân, muốn đi đâu là đi tới đó. Chỉ có cường giả cấp vô thượng thần đế mới làm gì được hắn. Hắn nhìn xuống chân Khung Lăng, quả nhiên thấy một đôi giày tản ra sóng năng lượng kỳ lạ. Hắn vốn đã rất nhanh nhưng vẫn chém hụt, điều này khiến hắn ngạc nhiên. Khung Lăng cười mỉa, cho ngươi thử thần lần nữa đấy. Gã vươn tay ra, đâm vào ngực ta này, nhớ nhắm cho chuẩn. Mấy người đi theo gã phá ra cười. Một tên thanh niên giơ ngón giữa về phía Diệp Quân, khoa trương nói, thứ rác rưởi từ vũ trụ Quan Huyên, nhớ nhắm cho chính xác. Đừng để chém hụt. Còn chưa dứt lời đã bị kiếm đâm xuyên trán. Tên này im bặt, mặt đờ ra. Diệp Quân, thì ra chỉ là hạng tôm tép. Mọi người. Lâm Thiên Đế đổ mồ hôi, thầm nhủ người này mạnh thật. Thanh niên kia thấy sinh mệnh mình đang trôi tuột đi thì hoảng hốt, chưa kịp kêu la thì kiếm trật tự đã đánh nát thần hồn, xóa sổ y đi. Năm mảnh vỡ luật pháp vô thượng trong người y thì không bị gì. Diệp Quân vươn tay gọi chúng và nhẫn của y đến, lại nhìn những người còn lại, thấy ai cũng bày ra vẻ kiêng kỵ. Khung Lăng cười nói, cũng khá. Một thanh kiếm đã lao vụt tới. Xoẹt. Diệp Quân vẫn chém hụt, Khung Lăng lại xuất hiện ở chỗ cũ, vừa mở miệng thì cảm nhận được gì mà cứng đờ, sau đó bị một thanh kiếm đâm giữa trán. Là duyên trì nhất kiếm. Diệp Quân đã dự đoán được. Khung Lăng không thể cục cựa, siết tay lại, gọi một lá chắn vô hình che trước mặt. Quỳnh, ý kiếm của Diệp Quân bị ngăn lại, nhưng có một thanh kiếm khác bay tới. Ầm. Tiếng nổ vang lên, Khung Lăng bị thổi bay đi, hàng loạt ý kiếm xuất hiện phong tỏa đường lui của gã. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên, kiếm quang nện vào người Khung Lăng, nhấn chìm nơi gã đứng. Hoàn toàn nghiền áp. Các thanh niên kia thấy vậy thì mặt đanh lại. Hình như họ đánh giá thấp cái người đến từ vũ trụ Quan Huyên này rồi. Bỗng có tiếng gầm phẫn nộ vang lên, kiếm quang bị đẩy lùi. Khung Lăng vọt ra như viên đạn đại bác về phía Diệp Quân, cả người đắp giáp dày đang tỏa ra sức mạnh và uy áp đáng sợ. Diệp Quân chỉ nhẹ nhàng vung kiếm. Lần này là kiếm Thanh Huyền. Khung Lăng lao tới, va phải thanh kiếm. Kiếm xuyên thủng giáp của gã, đâm vào người gã. Mẹ nó. Hai mắt gã trợn to như quả trứng. Diệp Quân ân cần hỏi, đau không? Mọi người. Khung Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quân, người dám giết ta sao? Diệp Quân lắc đầu, không dám. Khung Lăng thầm thấy nhẹ nhõm hơn, còn Diệp Quân thì nói tiếp, mới là lạ. Dứt lời, tay phải cầm kiếm Thanh Huyên của hắn chợt xoay mạnh. Oanh. Thần hồn của Khung Lăng thoáng chốc bị hấp thu sạch sẽ. Thấy Diệp Quân thẳng tay giết chết Khung Lăng, sắc mặt mấy thiếu nam thiếu nữ ở cách đó không xa nhất thời thay đổi, bọn họ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Diệp Quân cũng không đuổi theo, hắn nhìn về phía trước, sau khi Khung Lăng bị giết thì để lại một chiếc nhẫn không gian,
một đôi giày và một áo giáp dày, ngoài ra còn có 6 mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Diệp Quân thu mấy mảnh vỡ luật pháp vô thượng kia vào, hắn nhìn đôi giày trước mặt, chất liệu giày vô cùng mềm mại, chẳng khác nào bông vải, cầm trên tay không hề có cảm giác nặng nề, đế giày và mặt ngoài có một vài hình vẽ tương tự với phù văn của vũ trụ quan huyên, mà trong những hình vẽ phù văn này cũng chứa đựng một sức mạnh bí ẩn đặc biệt. Lúc này, Lâm Thiên Đế kia đi tới, Diệp huynh, đây là giày triệt địa, là thần khí. Diệp Quân nhìn về phía Lâm Thiên Đế, thần khí, mạnh nhất sao? Lâm Thiên Đế lắc đầu, không phải mạnh nhất, nhưng ở khu vực thần hư, nó đã là thần vật cao cấp nhất rồi. Vì chỉ có thần khí tối cao trong truyền thuyết mới mạnh hơn nó, thần vật đó rất hiếm thấy. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn về phía giày triệt địa trong tay, làm sao mới có thể khiến nó phục tùng đây? Lâm Thiên Đế lắc đầu, không được, đây là do tộc thiết thần chế tạo, chỉ người có huyết mạch của tộc thiết thần mới có thể thuần phục nó. Lúc này, Diệp Quân lấy kiếm thanh huyên ra đặt lên trên giày triệt địa, đôi giày đột nhiên rung lên dữ dội như bị điện giật, sau đó một u quang bay ra từ bên trong, bay thẳng vào giữa chân mày Diệp Quân. Trong đầu Diệp Quân nhanh chóng xuất hiện một đôi giày hư ảo. Xây dựng thần thức. Thấy cảnh này, nét mặt Lâm Thiên Đế cứng đờ. Thần khí này cũng sợ chết à? Diệp Quân động tâm niệm, ngay sau đó, giày triệt địa xuất hiện trên hai chân hắn, hắn ngay lập tức bay lên, cùng lúc đó, hắn có cảm giác cơ thể nhẹ tựa lông hồng. Diệp Quân hơi khiếp sợ, hắn động tâm niệm, một tia kiếm quang thoáng chốc xuất hiện ở chỗ cách đó nghìn trượng, sau đó hắn biến mất, xung quanh thoáng chốc xuất hiện mấy trăm tia kiếm quang. Lúc hắn trở về chỗ của, mấy kiếm quang đó vẫn chưa biến mất. Lúc này Diệp Quân đã không chỉ kinh ngạc nữa mà còn khá rung động, vì tốc độ của hắn tăng lên ít nhất là gấp 3 lần. Tốc độ của hắn vốn đã rất nhanh rồi, mà bây giờ lại còn tăng lên gấp mấy lần, đây là một chuyện khó tin đến mức nào chứ? Đôi giày dưới chân thoáng chốc khiến sức chiến đấu của hắn tăng lên một cấp bậc. Diệp Quân ổn định lại tâm trạng, hắn lại lấy áo giáp ra, áo giáp này nhìn rất nặng, nhưng thật ra lại rất nhẹ, cầm trên tay như đang cầm một chiếc áo lụa. Chất liệu rất đặc biệt, ngoài mặt bóng loáng như gương, sờ vào rất dễ chịu, khi quan sát kỹ mới phát hiện đó được tạo thành từ những chiếc vảy nhỏ như móng tay. Diệp Quân đặt kiếm thanh huyên lên trên áo giáp không chút phản kháng, lập tức đầu hàng. Sau khi thuần phục áo giáp, Diệp Quân động tâm niệm, sau đó bảo giáp đã xuất hiện trên người hắn. Diệp Quân nhìn bảo giáp này như hợp làm một với cơ thể của hắn tiến lên một bước. Sau khi tiến lên, hắn nhất thời sửng sốt, vì hắn phát hiện sức mạnh của hắn chợt tăng lên. Diệp Quân bỗng dưng lao về phía trước, bảo giáp trên người hắn lập tức bộc phát một sức mạnh đáng sợ, khí thế mạnh mẽ thoáng chốc khiến Lâm Thiên Đế lùi lại gần nghìn trượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi dừng lại, nét mặt Diệp Quân trở nên vô cùng nặng nề. Hắn phát hiện lúc không sử dụng, áo giáp này nhẹ tựa lông hồng. Còn khi sử dụng thì nặng như Thái Sơn, khi nãy hắn chỉ tùy tiện xông lên nhưng sức mạnh của nó đã tăng không chỉ 5 lần, nếu kết hợp với đôi giày dưới chân thì sức mạnh còn có thể tăng lên thêm nữa. Áo giáp này kết hợp với giày thật sự là vô địch. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao khung lăng kia muốn tông vào mình. Nếu không nhờ có kiếm thanh huyên thì e rằng hắn sẽ không thể chịu đựng được sức mạnh đáng sợ này. Rất nhiều lúc trang bị có thể tạo ra kỳ tích. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân vội vàng nhìn về phía nhẫn không gian của khung lăng, trong nhẫn không gian còn có mấy món trang bị, sau đó, hắn nhìn về phía một thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm này to hơn kiếm bình thường gấp mấy lần, rất to, có màu đen nhánh, dao chưa mài, trông rất dày. Sở dĩ hắn nhìn về phía thanh kiếm khổng lồ này không phải vì hắn là kiếm tu, mà là vì thanh kiếm đó là một thần khí, cùng cấp bậc với giày và áo giáp. Diệp Quân mở lòng bàn tay, thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trên tay hắn, vào khoảnh khắc cầm lấy kiếm, người hắn chợt cong xuống, vì nó quá nặng, hắn suýt thì không thể giữ được nó. Diệp Quân thầm hoảng hốt, hắn nhìn thanh kiếm khổng lồ trong tay, thanh kiếm này nặng một cách đáng sợ. Lúc này, Lâm Thiên Đế chợt ngạc nhiên nói, đây là cự kiếm thiết thần của tộc thiết thần mà. Diệp Quân nhìn về phía Lâm Thiên Đế, huynh nhận ra nó à? Lâm Thiên Đế gật đầu, nét mặt nặng nề, thanh kiếm này đứng thứ 3 trên bảng thần khí,
là một trong những thần khí đại diện cho tộc Thiết Thần. Tương truyền thanh kiếm này do tổ tông của tộc thần Thiết tạo thành từ tinh hạch của một ngôi sao khổng lồ, lực lượng vô tận. Dứt lời, trong mắt gã lóe lên ánh sáng phức tạp, sở trường của tộc Thiết Thần này là rèn sắt, vì thế có rất nhiều thần khí, mà Khung Lăng là thiếu tộc trưởng, đồ gã ta dùng chắc chắn đều là cấp bậc thần khí, bây giờ thì đều thuộc về Diệp huynh này rồi. Giết người cướp của, phát tài. Diệp Quân nhìn cự kiếm Thiết Thần trong tay, nhẹ giọng nói, áo giáp, giày và thanh kiếm này có lẽ là cùng một bộ. Lâm Thiên Đế gật đầu, đúng thế, ba món thần khí này kết hợp với nhau có thể nâng cao sức mạnh của chúng. Diệp Quân cười nói, một đấu với 10. Nếu thanh kiếm này kết hợp với kiếm ý trật tự của hắn thì uy lực còn có thể tăng lên thêm nữa. Lâm Thiên Đế trầm giọng nói, Diệp huynh, có lẽ tộc Thiết Thần sẽ không bỏ qua đâu, huynh. Diệp Quân cất thanh cự kiếm Thiết Thần đi, sau đó nhìn về phía xa, huynh đi đi. Lâm Thiên Đế thoáng do dự, sau đó cắn răng nói, Diệp huynh, ta muốn đi theo huynh. Diệp Quân quay đầu cười nói với Lâm Thiên Đế, đi theo ta ư. Lâm Thiên Đế gật đầu, ta phát hiện gần như không có khả năng dựa vào thực lực của bản thân để đạt đến thần đế vô thượng, cho nên ta muốn tìm một đại ca tốt dẫn dắt mình. Diệp Quân cười nói, huynh có thể mang đến cho ta cái gì? Lâm Thiên Đế do dự, sau đó nói, ta rất mặt dày. Diệp Quân bình tĩnh đáp, ta cũng thế. Lâm Thiên Đế. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía xa, về đi, kẻ thù của ta không chỉ có tộc Thiết Thần, còn có những kẻ thù mạnh mà ta cũng chẳng biết được, huynh đi cùng ta không chỉ mang đến tai họa cho huynh mà còn cho cả gia tộc của huynh nữa. Sau đó, hắn ngự kiếm biến mất ở phía xa. Lâm Thiên Đế đứng im tại chỗ một lúc, sau đó khẽ thở dài, thầm nói đáng tiếc, những năm qua, gã đã hiểu rõ trên đời này, không có người dẫn dắt sẽ không thể phát triển đến đâu cả, nhưng gã cũng biết kiếm tu trước mắt đã giết chết thiếu tộc trưởng của tộc Thiết Thần, đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Gã ngẫm nghĩ, sau đó khẽ thở dài một lần nữa, không đủ thực lực, đại ca xuất hiện cũng không chịu dẫn dắt mình. Vẫn nên trở về nâng cao thực lực trước đã. Sau khi Lâm Thiên Đế rời đi, trong bóng tối có một cô gái và một người đàn ông chậm rãi bước ra. Cô gái mặc trường bào màu xanh nhạt, tóc xõa ngang vai, ngũ quan vô cùng tinh xảo tựa như bước ra từ trong tranh vậy. Người đàn ông bên cạnh cô ta mặc áo bào trắng rộng rãi, mái tóc dài búi cao, ngũ quan như được điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, hai con ngươi có màu đỏ nhạt. Người đàn ông nhìn về phía xa, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường, thanh kiếm trong tay hắn ta ít nhất là một món thần khí tối cao. Cô gái đáp, đấu tay đôi thì chúng ta cũng không có khả năng chiến thắng. Người đàn ông bình tĩnh đáp, chưa chắc. Cô gái không nói gì thêm. Người đàn ông cất lời, đi thôi. Sau đó, người đàn ông biến mất. Cô gái cũng biến thành một tia lam quang rời đi. Diệp Quân càng đi về phía trước. Hai ý chí cường đại kia càng trở nên mạnh mẽ, lúc này cả kiếm ý trật tự của hắn cũng khó khăn lắm mới ngăn cản được. Hắn nhìn chằm chằm phía xa, tia kim quang ở cuối tầm mắt của hắn ngày càng lớn hơn. Hắn biết kim quang đó là tâm luật pháp vô thượng mà chiến tướng Khung Dã để lại. Hắn ngày càng đến gần hơn, nhưng khi còn cách tâm luật pháp vô thượng kia khoảng nghìn trượng, hắn chợt phát hiện uy lực của hai loại ý chí của nơi này tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Hắn càng tiến về phía trước thì uy lực sẽ càng mạnh. Diệp Quân sa sầm mặt, vì hắn phát hiện kiếm ý trật tự của hắn đã bắt đầu bị trấn áp rồi. Diệp Quân nhìn chằm chằm tâm luật pháp vô thượng kia, ánh mắt hắn trở nên kiên định, bắt đầu bước từng bước về phía khu vực trung tâm, bây giờ mỗi bước đi của hắn đều nặng đến vạn cân, vô cùng khó khăn. Sau khi đi được mấy trượng, Diệp Quân chợt dừng lại, lúc này, hắn cảm giác cơ thể mình như bị mấy chục nghìn ngọn núi đè lên. Cực kỳ nặng nề. Ý chí. Diệp Quân nhìn về phía xa, trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp, đối phương chỉ để lại hai ý chí đã mạnh như thế rồi, nếu bản thể vẫn còn thì sẽ kinh khủng đến mức nào nữa. Từ sau khi kiếm ý nâng cấp, thực lực của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều, đương nhiên hắn đã không còn là một cậu bé chưa trải sự đời như trước đây nữa, hắn biết rõ là người giỏi có người giỏi hơn, hắn hiện tại vẫn chưa phải là đối thủ của Tịnh Tông Chủ và Nhất Điện Chủ. Nhưng ngoài hai người này, hắn vẫn cảm thấy mình đã đứng trên đỉnh cao rồi.
mà bây giờ nhìn lại thì thấy hắn vẫn khá là ếch ngồi đáy giếng. Diệp Quân hít sâu, ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng, hắn chợt quát to một tiếng, phóng thích kiếm ý trật tự, cảm nhận được sức chiến đấu của Diệp Quân, kiếm ý trật tự của hắn lập tức cuốn về phía xa như thủy triều. Ý chí đối kháng. Diệp Quân bước chậm về phía trước, dần dần, hắn ngày càng đến gần tâm luật pháp vô thượng kia, lúc này, hai tay hắn siết chặt, trên mặt nổi lên gân xanh, mặt mũi trông khá là dữ tợn. Mà khi còn cách tâm luật pháp vô thượng khoảng 10 trượng, chân của hắn đã không nhấc nổi nữa, lúc này ý thức của hắn đã dần trở nên mơ hồ. Ý chí kia quá mạnh mẽ. Bây giờ hắn muốn tiến lên nửa bước cũng khó. Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn cắn đầu lưỡi mình, đau đớn dữ dội khiến hắn tỉnh táo được đôi chút, hắn tiếp tục đi về phía trước, dù đi rất chậm nhưng hắn vẫn bước dần từng bước về phía trước, cứ thế không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng hắn cũng đã đến trước một tia kim quang, vừa mới đi đến đó, hắn đã ngã quỵ dưới đất. Mà ở khu vực trung tâm này, ý chí mạnh mẽ kia lại biến mất. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, Diệp Quân chậm rãi đứng lên, hắn nhìn về phía tâm luật pháp vô thượng kia, sau đó xoay người ngự kiếm, xuất hiện ở chỗ cách đó nghìn trượng. Hắn không rời đi mà lại xoay người, tiếp tục đi về phía tâm luật pháp vô thượng kia một lần nữa. Không thật sự trải nghiệm sẽ không biết khó, nếu đã khó thì phải trải nghiệm nhiều một chút. Tiểu tháp chợt cất lời, ngươi không có hứng thú với tâm luật pháp vô thượng kia à? Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, hờ hững nói, đó chỉ là vật ngoài thân, có thể lấy, nhưng không cần để tâm. Sau đó, kiếm ý trật tự của hắn chợt rung mạnh, phát ra từng tiếng kiếm reo. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, lợi hại, lợi hại. Sở dĩ Diệp Quân đi một lần nữa cũng không phải vì ý nghĩ nhất thời, mà vì hắn phát hiện sau khi trải qua một lần ma luyện ý chí, kiếm ý trật tự của hắn đã trở nên vững vàng hơn. Có thể nâng cao. Phát hiện này khiến hắn rất bất ngờ, đương nhiên là cũng ngạc nhiên và mừng rỡ. Lần này Diệp Quân đã tiến bộ hơn lần trước nhiều, dù vẫn rất khó khăn nhưng tâm lý thì hoàn toàn khác. Diệp Quân chậm rãi đi về phía tâm luật pháp vô thượng kia, một lúc lâu sau đó, cuối cùng hắn cũng đi tới trước mặt nó, nhưng hắn vẫn không lấy nó đi mà xoay người ngự kiếm quay về vị trí cũ. Tiếp tục đi một lần nữa. Hết lần này đến lần khác. Dưới sự ma luyện của ý chí kia, kiếm ý trật tự của hắn ngày càng cô đọng hơn, đương nhiên uy lực cũng ngày càng mạnh hơn. Vào lần đầu tiên, hắn đi từ cách xa nghìn trượng đến trước tâm luật pháp vô thượng mất khoảng một canh giờ, nhưng bây giờ hắn chỉ cần chưa tới hai khắc. Mà trong bóng tối, người đàn ông mặc áo bào trắng và cô gái áo xanh vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, người đàn ông cau mày, hắn ta cứ tu luyện liên tục như thế à? Cô gái áo xanh im lặng nhìn Diệp Quân. Không nói một lời. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn cô ta, Tả Hy, chúng ta cứ đứng nhìn hắn tu luyện vậy sao? Tả Hy, người đứng đầu thế hệ trẻ của học viện thần pháp. Cô gái tên Tả Hy cũng không nói gì mà vẫn nhìn chằm chằm Diệp Quân, thật ra cô ta cũng hơi nghi ngờ, nhưng trực giác nói với cô ta rằng người đàn ông đó có gì đó kỳ lạ. Thấy Tả Hy im lặng, người đàn ông lạnh nhạt nói, ta không muốn đứng nhìn hắn như thế. Dứt lời, gã ta đi về phía xa. Tả Hy chợt cất lời, Mông Chiêu, cứ đợi xem đã. Mông Chiêu, người đứng đầu thế hệ trẻ hiện tại của tộc cự nhân Thiên Nhung. Cũng chính là thiếu tộc trưởng của tộc cự nhân Thiên Nhung. Mông Chiêu quay đầu nhìn về phía Tả Hy, chờ đợi không phải phong cách của ta. Dứt lời, gã ta đi về phía xa như một mũi tên rời cung, tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã lao vào khu vực trung tâm kia, nhưng sau đó tốc độ của gã ta cũng bắt đầu trở nên chậm lại. Mông Chiêu híp mắt, gã ta quát to một tiếng rồi giẫm chân phải vào trong hư không, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, gã ta xông thẳng một đường đến trước tâm luật pháp vô thượng kia. Nhưng tốc độ của gã ta còn chưa tăng lên được bao nhiêu đã bắt đầu chậm lại, dần dần, tốc độ của gã ta trở nên chậm chạp, lúc đến gần tâm luật pháp vô thượng kia, tốc độ của gã ta gần như đã chậm như rùa. Hơn nữa đôi mắt gã ta cũng trở nên đỏ thẫm, cả người căng cứng, rõ ràng đang chịu đựng áp lực to lớn. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên đi tới gần chỗ gã ta, Diệp Quân nhìn thoáng qua gã ta, sau đó chậm rãi đi về phía tâm luật pháp vô thượng. Hắn đi không nhanh, cũng tương tự với đi bộ bình thường, nhưng trông hắn rất ung dung. Thấy thế,
Sắc mặt Mông Chiêu nhất thời trở nên vô cùng khó coi, đương nhiên gã ta không muốn thua kém như thế, gã ta gào lên một tiếng, trong cơ thể liên tục có những lực lượng đáng sợ dâng trào, gã ta tiếp tục tiến về phía trước, nhưng lúc còn cách tâm luật pháp vô thượng khoảng mấy trượng, gã ta bỗng dưng dừng lại, vì thật sự không thể nào di chuyển thêm được nữa. Uy lực của ý chí ở khu vực trung tâm lúc này thật sự quá kinh khủng. Mông Chiêu nhìn chằm chằm Diệp Quân, vì Diệp Quân rất dễ dàng đi tới trước tâm luật pháp vô thượng, nhưng hắn vẫn không lấy nó đi mà xoay người ngự kiếm, xuất hiện ở chỗ cách đó nghìn trượng. Đi thêm một lần nữa. Lúc này Mông Chiêu có cảm giác bị sỉ nhục, sắc mặt gã ta trở nên vô cùng khó coi, gã ta siết chặt hai tay, hít sâu một hơi, sau đó lại đi về phía tâm luật pháp vô thượng kia. Nhưng lần này gã ta đi chậm hơn, phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tiến một bước về phía trước. Không biết đã bao lâu trôi qua, Mông Chiêu chợt quay đầu nhìn lại thì thấy Diệp Quân đã đi tới. Lúc đi qua bên cạnh gã ta, Diệp Quân còn cố ý nhìn gã ta một cái, ánh mắt rất bình tĩnh, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, khi đi đến trước tâm vô thượng, hắn lại xoay người ngự kiếm bay ngược lại nghìn trượng. Vẫn không lấy. Vẫn chơi đùa như thế. Sắc mặt Mông Chiêu cực kỳ khó coi, gã ta nghiến răng tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng gã ta cũng đến được trước tâm luật pháp vô thượng, nhìn nó ở gần trong gang tấc, gã ta vô cùng mừng rỡ, không chút do dự đưa tay muốn cầm lấy, nhưng khi tay gã ta vừa chạm vào nó, một sức mạnh bí ẩn đã lập tức bộc phát ra từ bên trong. Con người Mông Chiêu co lại. Chỉ trong nháy mắt, Mông Chiêu đã bị đánh bay đến vạn trượng. Vừa dừng lại, cơ thể gã ta đã nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, tất cả ý chí xung quanh di chuyển như nước thủy triều tập trung thành một bàn tay khổng lồ đánh về phía Mông Chiêu. Sắc mặt Mông Chiêu phía xa thoáng chốc thay đổi, gã ta mặc kệ vết thương trên người, đứng phát dậy chỉ vào giữa chân mày của mình. Thoáng chốc, cơ thể gã ta liên tục trở nên to hơn, chỉ trong nháy mắt, gã ta đã cao tới mấy chục trượng, trở thành một người khổng lồ. Gã ta gào to một tiếng. Hai cái tay giơ lên trước ngực phòng ngự. Lúc này, bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ ý chí đánh mạnh tới. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, cơ thể Mông Chiêu bị đè xuống, miệng liên tục phun ra máu tươi. Nhưng gã ta vẫn cố chịu đựng. Lúc này, gã ta chợt ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, Diệp Quân đột nhiên chạy tới trước tâm luật pháp vô thượng kia, sau đó ôm lấy nó bỏ chạy. Mẹ kiếp! Mông Chiêu nổi giận, cơn giận làm gã ta phun ra một ngụm máu tươi. Mà Diệp Quân thì đã chạy mất từ lâu. Lúc này, bàn tay ý chí kia đột nhiên bay lên đuổi theo Diệp Quân. Mông Chiêu lại phun ra một ngụm máu tươi, gã ta quan sát cơ thể mình, lúc này cơ thể gã ta đã nứt ra, nếu bàn tay kia lại tiếp tục tấn công thì cơ thể của gã ta sẽ lập tức bị phá hủy. Mông Chiêu hít sâu một hơi. Đang muốn đuổi theo thì Tả Hy chợt nhắc nhở, bây giờ ngươi đuổi theo thì có đánh thắng được hắn không? Sắc mặt Mông Chiêu cực kỳ khó coi, sát ý trong mắt như biến thành thực thể. Tả Hy nhìn thoáng qua gã ta, sau đó mở lòng bàn tay, một tia lục quang bay ra từ trong tay cô ta, sau đó bay vào trong cơ thể Mông Chiêu, chẳng mấy chốc, cơ thể Mông Chiêu hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ với mấy giây, gã ta đã bình thường trở lại. Mông Chiêu ngạc nhiên nhìn về phía Tả Hy, thuật thần liệu. Tả Hy xoay người nhìn về phía xa, thực lực của hắn còn mạnh hơn dự đoán của ta, nếu liều mạng với hắn chúng ta sẽ hoàn toàn không có khả năng chiến thắng, chúng ta phải hợp tác với những người khác ở đây. Dường như Mông Chiêu nghĩ đến điều gì, gã ta kinh ngạc hỏi, ý cô là liên lạc với bọn họ ư? Tả Hy im lặng. Mông Chiêu do dự nhìn Tả Hy, hợp tác với bọn họ chẳng khác nào bảo hổ lột ra. Tả Hy bình tĩnh nói, người có cách nào tốt hơn à? Mông Chiêu im lặng. Tả Hy nói, đi thôi. Thấy cảnh này, Diệp Quân dừng lại, hắn xoay người nhìn ý chí vô chủ ở cuối tầm mắt kia, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Dứt lời, cô ta tiến lên một bước, sau đó biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Mông Chiêu im lặng một lát sau đó cũng đuổi theo. Ở một nơi khác, sau khi ôm tâm luật pháp vô thượng bỏ chạy, Diệp Quân tăng tốc đến mức tối đa, cảm nhận được có bàn tay đuổi theo ở sau lưng, hắn vội vàng đưa tâm luật pháp vào trong tiểu tháp. Tiểu tháp chợt nói, ơ mẹ kiếp. Diệp Quân. Sau khi tâm luật pháp vô thượng kia bị đưa vào trong tiểu tháp,
ý chí vô chủ sau lưng hắn nhất thời mất đi phương hướng dừng lại, sau đó bắt đầu tan biến từng chút một. Tiểu Tháp cất lời, ngươi lại có ý định gì đấy? Diệp Quân nhìn chằm chằm ý chí vô chủ kia một lát, sau đó cười nói, Tháp gia, ý chí này đã vô chủ rồi, nếu ta thu phục được nó. Tiểu Tháp hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp Quân không đáp mà lao thẳng tới trước ý chí kia đang muốn phản kháng thì Diệp Quân đã đưa nó vào trong tiểu tháp, mà cả hắn cũng tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào trong tiểu tháp, hắn đặt ý chí vô chủ kia ở một vùng sa mạc, hắn đứng nhìn nó, nhẹ giọng nói, e rằng uy lực của ý chí vô chúng ta còn không bằng được 1/10 giai đoạn bản thể. Tiểu Tháp cất lời, dù hiện tại ý chí này đang trong trạng thái vô chủ, nhưng chắc chắn chúng sẽ không dễ dàng phục tùng ngươi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Quân cười đáp, chỗ dựa sinh tồn của chúng là tâm luật pháp vô thượng kia. Dứt lời, người hắn khẽ run, sau đó hắn biến thành một tia kiếm quang đi tới một hòn đảo, tâm luật pháp vô thượng kia đang lơ lửng ở cách đó không xa. Tiểu Tháp hỏi, ngươi muốn nuốt tâm luật pháp này trước à? Diệp Quân không đáp mà đứng im nhìn chằm chằm tâm luật pháp vô thượng kia. Hắn cảm nhận một lực lượng vô cùng mạnh mẽ từ bên trong tâm luật pháp vô thượng này. Luật pháp vô thượng. Hắn biết nòng cốt của sức mạnh này là luật pháp vô thượng. Không thể không nói, những lời Phản Chiêu Đế nói với hắn khiến hắn rất động lòng, vì nếu hắn thật sự biến quan huyên pháp thành một cách tu luyện, mọi người vì trở nên mạnh mẽ hơn thì nhất định phải tu luyện quan huyên pháp, hơn nữa còn tự nguyện tu luyện quan huyên pháp. Tự nguyện và ép buộc hoàn toàn khác nhau. Sau một hồi im lặng, Diệp Quân chậm rãi đi tới trước tâm luật pháp vô thượng kia, hắn nhẹ nhàng sờ tâm luật pháp vô thượng kia, chỉ trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được một sức mạnh rất đáng sợ, sức mạnh vô cùng vô tận, giống như vũ trụ mênh mông, sâu không lường được. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu Tháp nói, do dự à? Diệp Quân gật đầu, Tháp gia, lời cô gái kia nói khiến ta rất động lòng, ta cũng muốn làm thế. Nhưng muốn làm vậy thì ta phải nghiên cứu luật pháp vô thượng trước, nhưng ta biết rõ chắc chắn cô ta có mục đích sâu xa hơn, dù làm như thế ta sẽ mạnh hơn, cũng có thể hoàn thiện quan huyên pháp của mình, nhưng cũng sẽ đúng theo ý định của cô ta, bây giờ ta vẫn chưa biết mục đích thật sự của cô ta là gì. Tiểu Tháp nói trên đời này không có chuyện nào là hoàn mỹ cả, nếu muốn nhận được thì nhất định phải trả giá, đừng suy nghĩ nhiều như thế, cứ làm thôi, có hậu quả gì. Tháp gia và cô của ngươi sẽ cùng nhau giúp ngươi gánh. Diệp Quân. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ. Hắn cũng không định nuốt ngay tâm luật pháp vô thượng này mà rời khỏi tiểu tháp. Hắn còn cần phải lấy thần tâm của dị thần. Diệp Quân nhìn xung quanh, hắn ngự kiếm rồi biến mất. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Quân đi tới một khu vực kỳ lạ, nhiệt độ của khu vực này cực kỳ thấp, vừa bước vào nơi này, hắn đã có cảm giác như bước vào hầm băng. Diệp Quân đi về phía xa, cuối tầm mắt của hắn có một lá cờ màu đen dựng thẳng, xung quanh lá cờ có vô số khí đen lượn quanh. Mà dưới lá cờ đó có một trái tim màu đỏ sẫm lơ lửng. Tâm dị thần. Diệp Quân đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở dưới lá cờ đó, nhưng lúc này chợt có dị tượng xuất hiện, khu vực này chợt trở nên vặn vẹo, những lực lượng bí ẩn đáng sợ như những ngọn núi lớn đè tới. Cùng lúc đó, bên phải chợt có một bóng người lao về phía hắn. Người đó chính là Mông Chiêu. Dưới sự trấn áp của lực lượng bí ẩn kia, Diệp Quân lúc này hoàn toàn không thể di chuyển, kiếm ý của hắn vừa xuất hiện thì Mông Chiêu đã tấn công tới. Diệp Quân ngay lập tức bị đánh bay. Mà vào lúc hắn bị đánh bay, thời không đen kịt sau lưng hắn chợt xuất hiện vô số đường máu kỳ lạ, những đường máu kia nhanh chóng khép lại. Bao trùm lấy hắn như một lồng giam. Diệp Quân động tâm niệm, kiếm trật tự bay ra. Xoẹt. Một tia kiếm quang phá không bay đi, cái lưới trước mặt hắn lập tức nứt ra, lúc này, một cột lửa sáng đập mạnh xuống từ trên đầu hắn. Diệp Quân lại bị đánh bay một lần nữa. Mà vào lúc bị đánh bay, Mông Chiêu phía xa chợt bay tới trên đầu Diệp Quân, trong tay gã ta không biết xuất hiện một con dao màu đen từ bao giờ, cùng lúc đó bản thể của gã ta cũng đã hồi phục, gã ta cầm con dao bằng hai tay chém về phía Diệp Quân. Kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân bị đánh bay một lần nữa. Mông Chiêu đang muốn đuổi theo thì chợt cảm nhận được điều gì đó, gã ta xoay người,
một thanh ý kiếm chợt chém tới trước mặt gã ta. Mông Chiêu nâng dao lên đỡ. Oanh! Mông Chiêu liên tục lùi lại gần trăm trượng, vừa dừng lại, gã ta đã xoay người nhìn Diệp Quân phía xa, lúc này Diệp Quân đã lùi xa nghìn trượng, mà không trung trên đầu Diệp Quân có một ấn ký màu đen lơ lửng, trong ấn ký có một chùm sáng màu đen bí ẩn liên tục kéo xuống, bao phủ lấy Diệp Quân. Trong cột sáng, Diệp Quân động tâm niệm, kiếm trật tự chém tới. Ầm! Tường sáng trước mặt hắn rung động dữ dội, có một vết nứt xuất hiện. Nhưng vào lúc Diệp Quân đang muốn dùng một kiếm nữa để phá hỏng nó hoàn toàn thì chùm sáng đó chợt vỡ tan tành, sau đó những mảnh vụn biến thành những phù văn nhỏ như nòng nọc, những phù văn này nối đầu với đuôi nhau tạo thành một dây dài, sau đó trói chặt lấy hắn. Diệp Quân vội thả kiếm ý của mình ra, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện kiếm ý trật tự của hắn không thể làm vỡ dây phù văn này. Lúc này, Mông Chiêu kia cũng xuất hiện trên đầu Diệp Quân. Gã ta lại chém con dao sắc bén về phía đầu Diệp Quân một lần nữa. Diệp Quân híp mắt, kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự đồng thời tản ra. Ầm. Trong nháy mắt, sợi dây phù văn trên người hắn nổ tung, cùng lúc đó, hắn biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Oanh. Sau một tiếng nổ, Mông Chiêu kia thoáng chốc bị đánh bay. Mà vào lúc Diệp Quân muốn thừa thắng xông lên, dường như hắn cảm nhận được điều gì đó nên xoay người lại, vừa xoay người, một trường châm hỏa diễm đã lao đến trước mặt hắn. Diệp Quân nâng kiếm lên chém một phát. Oanh! Diệp Quân liên tục lùi lại gần nghìn trượng, hắn vừa dừng lại thì trường châm hỏa diễm kia đã biến mất, cùng lúc đó, xung quanh hắn cũng trở thành một biển lửa. Diệp Quân đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thể nhìn thấy người vừa ra tay. Xung quanh bỗng dưng có biển lửa sôi trào, nhanh chóng kéo tới muốn bao trùm lấy hắn. Diệp Quân động tâm niệm, hai loại kiếm ý kéo tới từ trong cơ thể hắn, hai loại kiếm ý ngăn chặn tất cả ngọn lửa, nhưng lúc này, bên ngoài ngọn lửa có hai ngọn đèn cổ chậm rãi bay lên, trong đèn có một ngọn lửa xanh đang cháy. Vào lúc Diệp Quân thấy nghi ngờ, ngọn đèn cổ kia rung lên, một ánh lửa màu xanh lóe lên từ bên trong, thoáng chốc đã bay tới trước mặt hắn. Sắc mặt Diệp Quân thoáng chốc thay đổi, hắn vội vàng nâng kiếm lên chắn trước mặt. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Quân đã bị đánh bay cả vạn trượng, lúc dừng lại, trước ngực hắn đã nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Quân thầm thấy sợ hãi, vì một phần sức mạnh của ánh lửa xanh kia đã xuyên thấu cả kiếm trật tự của hắn, nếu lực lượng mạnh hơn một chút nữa thì đòn tấn công khi nãy đã đủ để phanh thây hắn ra. Chịu chết đi, lúc này Mông Chiêu kia chợt quát to, sau đó gã ta cầm dao trong tay lao đến trước mặt Diệp Quân một lần nữa. Diệp Quân chợt ngự kiếm bay lên, lao thẳng về phía gã ta. Oanh! Một vùng kiếm quang nổ tung. Sau đó, Mông Chiêu bị đánh bay ra xa. Mông Chiêu bị đánh tỏ vẻ ngơ ngác, gã ta yếu đến thế sao? Sau khi đánh bay Mông Chiêu, Diệp Quân biến thành một tia kiếm quang bay lên cao, cùng lúc đó, hắn chắp ngón tay, kiếm trật tự bay ra, càn quét khắp xung quanh với tốc độ rất nhanh, nhưng hắn vẫn không thể phát hiện ra người trong bóng tối. Diệp Quân xa sầm mặt. Lúc này, ngọn đèn cổ ở phía xa chợt rung lên, sau đó, lại có một tia sáng màu xanh như đao phong mở rộng ra với tốc độ rất nhanh, khi nhìn thấy thì nó đã đến trước mặt hắn. Diệp Quân híp mắt, lần này hắn không phòng ngự mà thẳng thừng chém xuống một kiếm. Dưới sự gia trì của hai loại kiếm ý, có thể nói uy lực chiêu kiếm này của hắn đã đạt tới một mức độ vô cùng đáng sợ. Nhưng khi kiếm chạm vào ánh lửa xanh, sắc mặt Diệp Quân thoáng chốc thay đổi, vì lại có một phần lực lượng xuyên qua kiếm đánh lên người hắn. Oanh! Diệp Quân ngay lập tức bị đánh bay, lần này hắn bay xa khoảng mấy nghìn trượng, khi dừng lại thì cơ thể hắn lại nứt ra. Tay phải Diệp Quân khẽ rung, lựa chọn đánh vỡ cơ thể, sau đó hắn động tâm niệm. Kiếm ý trật tự và kiếm ý vô địch nhanh chóng ngưng tụ, một thân thể kiếm ý mới xuất hiện. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn ngọn đèn cổ phía xa với nét mặt nặng nề, ngọn đèn này cũng có chút bản lĩnh đấy. Lúc này, Mông Chiêu phía xa chợt giơ dao lên xông đến chỗ Diệp Quân cau mày, hắn giơ tay lên chém xuống một kiếm. Ầm. Chiêu kiếm này ngay lập tức khiến Mông Chiêu phải lùi lại cả nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Mông Chiêu tỏ vẻ ngơ ngác, gã ta không tin là mình có thể yếu đến mức đó.
Diệp Quân không để tâm đến Mông Chiêu mà chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ trong nháy mắt, thần thức của hắn đã bao trùm mấy trăm nghìn trượng xung quanh. Hắn muốn tìm ra người đang lẩn trốn. Nhưng sau khi dùng thần thức quét qua một lượt, hắn vẫn không phát hiện ra đối phương. Diệp Quân cau mày. Lúc này, ngọn đèn cổ phía xa chợt rung lên. Diệp Quân biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Vụt. Một tia kiếm quang bay về phía ngọn đèn cổ, nhưng khi kiếm quang đến gần, ngọn đèn kia chợt bộc phát ra ánh lửa xanh đáng sợ. Ầm. Diệp Quân bị đánh bay một lần nữa, vừa dừng lại, hắn chợt phát hiện bản thân đang ở trong một không gian đặc biệt, nói đúng hơn là một lồng giam, xung quanh hắn là những tia chớp to như cây cột. Lúc này, ngọn đèn cổ kia lại xuất hiện trước mặt hắn, trong ngọn đèn có ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm trật tự trong tay hắn rung động dữ dội, kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự dâng trào từ trong cơ thể hắn như thủy triều. Ngọn đèn cổ kia bỗng dưng biến thành một cột lửa xanh lao thẳng về phía hắn. Diệp Quân chợt mở mắt đâm tới một kiếm. Nhất kiếm quyết sinh tử. Lúc này, hắn mới thật sự coi người bí ẩn trong bóng tối là đối thủ cùng đẳng cấp với mình. Vào khoảnh khắc kiếm chém ra, uy lực của kiếm trật tự trong tay hắn thoáng chốc tăng vọt. Ầm. Một vùng kiếm quang bộc phát từ chỗ Diệp Quân đứng, trong nháy mắt, những tia chớp xung quanh vỡ tan tành, ánh lửa và kiếm quang lan ra xung quanh như những cơn sóng. Một lúc lâu sau đó, khu vực này mới bình thường trở lại. Diệp Quân cầm trường kiếm trên tay xuất hiện ở chỗ cách đó vạn trượng. Quanh người hắn có hai loại kiếm ý lượn vòng. Cuối tầm mắt hắn là một cô gái mặc trường bào xanh. Tả Hy. Cô ta đang cầm một ngọn đèn cổ trong tay. Tả Hy nhìn chằm chằm Diệp Quân bằng ánh mắt bình tĩnh. Lúc này, Mông Chiêu bỗng xuất hiện sau lưng Diệp Quân, gã ta cầm con dao sắc bén trong tay nhìn thẳng về phía Diệp Quân. Diệp Quân cười nói với Tả Hy, người của Học viện Thần Pháp à? Tả Hy gật đầu, phải. Diệp Quân nhìn ngọn đèn trong tay cô ta, đây là thần khí gì vậy? Tả Hy đáp, đèn Nam Minh Ly Hỏa, đứng thứ hai trong 10 thần khí. Nói xong, cô ta nhìn Diệp Quân, vì sao không sử dụng thanh thần kiếm này của ngươi? Đương nhiên Diệp Quân biết cô ta đang nói tới kiếm Thanh Huyên, hắn lập tức cười nói, thanh kiếm kia dùng nhiều sẽ bị nghiện. Bây giờ hắn vẫn sử dụng kiếm Thanh Huyên rất cẩn thận, vì dù đến nơi này, nó vẫn mạnh một cách quá đáng. Dùng nhiều thì hắn sẽ bị lệ thuộc, điều này không có lợi cho việc phát triển kiếm trật tự của hắn. Dù trong trận chiến khi nãy hắn vẫn chịu khá nhiều thiệt thòi, nhưng hắn cũng nhận ra được một vài vấn đề của mình, biết sức mạnh của mình bây giờ, dùng kiếm Thanh Huyên sẽ không nhận thức được rõ như thế. Diệp Quân chợt cất lời, bảo người đang ẩn náu ra đây đi. Ha ha! Lúc này, cách đó trăm trượng có một nhóm người áo đen bí ẩn đột nhiên xuất hiện, có mười mấy người đều mặc đồ giống nhau, đeo mặt nạ. Sau khi nhóm người này xuất hiện, trong mắt Tả Hy và Mông Chiêu đều lộ vẻ kiêng dè. Diệp Quân cũng xa sầm mặt, đám người này cho hắn một cảm giác nguy hiểm, hắn nhìn thoáng qua nét mặt Tả Hy, sau đó cau mày. Người áo đen dẫn đầu chợt nhìn về phía Diệp Quân cất lời, được rồi, ta đầu hàng. Sau đó, hắn mở lòng bàn tay, tâm luật pháp vô thượng kia bay thẳng đến trước mặt Mông Chiêu. Đầu hàng. Mông Chiêu ngây ngẩn nhìn tim pháp luật vô thượng trước mặt, tên này làm gì thế? Bỏ xuống. Lúc này trong đầu gã bỗng vang lên giọng nói của Tả Hy. Mông Chiêu hoàn hồn, đây là muốn đổ trách nhiệm cho gã, ý đồ xấu xa, nhưng sau đó nghĩ lại, đây chẳng phải là cơ hội của mình sao? Chỉ cần chạy khỏi đây. Người dị vực chẳng thể làm gì được gã. Nghĩ tới đây, gã dứt khoát thu hồi tim pháp luật vô thượng, sau đó xoay người biến mất vào nơi xa như mũi tên tuột khỏi dây. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Tả Hy hiện lên tia thất vọng, cho dù cô ta có hiền hòa thì lúc này cũng phải nói, đồng đội heo. Ngay khi Mông Chiêu biến mất, mười mấy người đồ đen bỗng biến mất khỏi đó rồi chạy theo gã. Nhưng người mặc áo đen dẫn đầu không đi theo gã. Ông ta quay người nhìn tim dị thần, trong mắt đầy vẻ cung kính và sùng bái, dĩ nhiên cũng có tia phức tạp. Dị thần. Cường giả ở cấp bậc này chính là thần ở dị vực. Người đồ đen dẫn đầu bỗng đi về phía tim dị thần.
sắc mặt Tả Hy ở cách đó không xa xa sầm. Diệp Quân bỗng xuất hiện bên cạnh cô ta, hợp tác không? Tả Hy quay đầu nhìn Diệp Quân. Diệp Quân bình tĩnh nói, thế nào? Tả Hy không do dự gật đầu. Diệp Quân nói, ta đến trước, cô nhìn rồi ra tay. Vừa dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Ở cuối tầm nhìn, người đồ đen dẫn đầu bỗng dừng lại, ông ta xoay người tung ra một quyền. Bụp! Kiếm quang của Diệp Quân bị đánh vỡ tan, hắn cũng lùi về sau gần cả ngàn trượng. Nhưng ngay lúc này một tia sáng màu xanh bỗng bay đến. Người đàn ông đồ đen cau mày, đưa tay lên đỡ, một màn chắn rộng đến mức không có ranh giới chặn ngang trước mặt ông ta. Bù! Tia sáng màu xanh bị chặn lại. Tả Hy ở đằng xa cau chặt mày. Người đồ đen đó không đi lấy tim dị thần nữa mà lao đến chỗ Tả Hy. Đòn tấn công của ông ta giống như một dòng nước khá mạnh quét qua, người chưa đến mà đòn tấn công đã đến trước, uy lực sức mạnh cực mạnh khiến Tả Hy không thở được. Lúc này vẻ mặt Tả Hy trở nên nghiêm trọng, cô ta nhận ra cô ta đã đánh giá thấp đám dị đoan ở dị vực này rồi. Không dám sơ suất, cô ta thầm niệm chú, ngọn đèn cổ trong tay cô ta bỗng bắn ra, ngọn lửa cao vạn trượng cuốn lấy tất cả. Thế nhưng ngọn lửa không thể ngăn được người đàn ông đồ đen dẫn đầu, sức mạnh cực mạnh của ông ta thế mà đã xé rách một lỗ lớn ra khỏi từ ngọn lửa, những người khác lập tức lao tới trước mặt Tả Hy. Tả Hy biến sắc, một cái khiên trong suốt như thủy tinh bỗng chắn trước mặt cô ta. Rầm. Tả Hy lập tức bị chấn động văng ra ra cả mấy ngàn trượng. Người đồ đen dẫn đầu đang muốn thừa thắng xông lên, một tia kiếm quang bỗng lao đến từ phía sau ông ta, nhát kiếm này nhanh như chớp. Người đồ đen nhíu mày, không dám đối đầu trực diện với nhát kiếm này, ông ta xoay người tung ra một đấm. Bốp! Diệp Quân lùi lại phía sau. Nhưng lúc này, một cây châm lửa dài đột nhiên bắn ra phía sau người đồ đen bỗng quay người lại. Đang định ra tay, cây châm lửa dài rung lên, sau đó biến thành hàng ngàn cây châm. Đồng tử người đồ đen trợn to, hai cánh tay vội giơ lên. Ầm. Sau một tiếng nổ chói tai vang lên, người đồ đen lập tức văng ra xa. Ngay khi ông ta văng ra xa, một tia kiếm quang bỗng lao đến. Bổ đao. Vèo. Người đồ đen lùi về sau đến mấy ngàn trượng. Diệp Quân đang định ra tay thì chợt cau mày. Vội vàng dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn người đồ đen, xung quanh người đồ đen cách đó không xa tỏa ra luồng sáng đen kỳ lạ, sức mạnh của mấy cây châm lửa dài trước lại bị luồng sáng đen kỳ lạ này chặn lại. Diệp Quân nhíu mày, hắn không ngờ cường giả dị vực này lại mạnh như thế. Người đồ đen chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân và Tả Hy, sau khi nhìn Diệp Quân, ông ta lại rời mắt nhìn Tả Hy. Ý đồ của ông ta giống Diệp Quân trước đó. Muốn giải quyết Tả Hy thi pháp này trước. Cơ thể người đồ đen bỗng trở nên hư ảo. Diệp Quân híp mắt, hắn bước đến trước, hai luồng kiếm ý tràn vào trong kiếm trật tự trong tay. Diệp Quân chém ra một nhát kiếm. Nhát kiếm quyết sinh tử. Nhát kiếm này khác trước hoàn toàn, một luồng kiếm thế đáng sợ lập tức cuốn hết mọi thứ. Ầm. Sau khi một tia kiếm quang bộc phát, Diệp Quân và người đồ đen đó cùng lùi về sau. Chưa được bao lâu thì Diệp Quân bỗng cảm thấy mình rơi vào trên đống bông gòn. Hắn quay đầu lại nhìn, lúc này sau lưng hắn xuất hiện một tia sáng mềm mại, những tia sáng đó đang đỡ lấy hắn, không chỉ thế mà trên người hắn còn có rất nhiều ánh sáng xanh, những tia sáng đó đang nhanh chóng chữa lành vết thương cho hắn. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, tốc độ chữa trị này hơn hẳn cây thần tự nhiên của hắn. Tả Hy nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân xoay người nhìn về người đồ đen dẫn đầu, lúc này người đồ đen cũng đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt hai người chạm nhau, ngay sau đó cả hai cùng biến mất. Đúng lúc này, Tả Hy bỗng xòe tay ra, một chiếc gương đồng cổ bỗng bay ra từ trong lòng bàn tay, ngay sau đó một tia sáng màu đồng bay ra, sau đó đi vào cơ thể Diệp Quân ở đằng xa, cả cơ thể Diệp Quân bỗng bốc lên một ngọn lửa màu đồng cổ. Diệp Quân trợn tròn mắt, chém mạnh một nhát. Ầm. Người đồ đen bỗng bị nhát kiếm của hắn đánh văng ra xa cả vạn trượng. Người đồ đen ngây người. Diệp Quân sửng sốt, hắn hơi khó tin nhìn ngọn lửa rực cháy trên người mình,
hắn phát hiện ngọn lửa đang cháy này ít nhất có thể làm cho sức mạnh của hắn tăng thêm bố phần, không phải là sức mạnh thân xác mà là sức mạnh kiếm đạo. Thật sự rất bất thường. Diệp Quân khó tin nhìn Tả Hy vẫn rất bình tĩnh, không nói gì, chỉ quay lại nhìn hắn. Phải nói là lúc này Diệp Quân vô cùng ngạc nhiên, hắn nhận ra hình như mình đã đánh giá thấp học viện thần pháp ở khu vực thần hư này rồi. Thần pháp của mấy người này quả thật hơi nghịch thiên. Lúc này ánh mắt của người đồ đen ở phía xa cũng trở nên nghiêm trọng, ông ta ngẩng đầu nhìn Tả Hy, trong mắt lóe lên tia sát ý, cả người ông ta trở nên hư ảo. Diệp Quân biến sắc, hắn biến thành tia kiếm quang lao lên trời. Hắn biết người dị vực này muốn giải quyết nữ thần pháp sư này trước, dĩ nhiên hắn phải ngăn lại. Mặc dù tốc độ của người đồ đen rất nhanh nhưng tốc độ của Diệp Quân cũng không hề thua kém, hơn nữa lúc này hắn còn có được thần pháp của Tả Hy trợ sức, cho dù là tốc độ hay sức mạnh đều tăng lên rất nhiều, thế nên khi người đồ đen lao tới trước mặt Tả Hy, thanh kiếm của Diệp Quân đã chạm tới phía sau ông ta. Người đồ đen nhíu mày, ông ta không dám đối đầu với kiếm của Diệp Quân nên phải xoay người tung một đòn vào Diệp Quân. Vèo. Sau khi một tiếng nổ vang lên, người đồ đen bị đánh văng ra xa, lúc này sức mạnh của ông ta đã không thể đánh lại Diệp Quân nữa. Sau khi đánh văng người đồ đen, Diệp Quân lại lắc mình biến thành tia kiếm quang lao đến. Người đồ đen ở đằng xa nheo mắt lại, ông ta xòe tay ra. Ngay sau đó một thanh đao cong dài được bọc vỏ xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta bỗng lao đến trước, tay phải rút mạnh thanh đao chém một nhát. Vụt! Ngay khi đao kiếm vừa chạm nhau, một luồng đao khí và kiếm khí đáng sợ nổ tung, sau đó lan đến mấy chục vạn trượng, hai người cũng cùng lùi về sau cả mấy vạn trượng. Người đồ đen vừa dừng lại, một ngọn đèn cổ xuất hiện trên đầu ông ta, thoáng chốc một cột sáng màu xanh đáng sợ rơi thẳng xuống. Người đồ đen biến sắc, ông ta bỗng giơ đao lên trước ngực. Ầm. Từng đao ý đáng sợ cuồn cuộn lao ra khỏi cơ thể ông ta, sau đó tạo thành một màn chắn bảo vệ rất dày trước mặt ông ta. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó, hắn không ra tay với người đồ đen mà lao về phía tim dị thần ở đằng xa. Thấy thế người đồ đen biến sắc, ông ta muốn dùng sức phá vỡ cột sáng ngọn lửa đó, nhưng khi ông ta chém một nhát đao, cột sáng lửa đó cũng chỉ xuất hiện vài vết nứt, lúc này Diệp Quân đã lao đến trước tim dị thần đó rồi. Khi nhìn thấy Diệp Quân đi thẳng đến lấy tim dị thần, Tả Hy hơi do dự vì sợ mình sẽ bỏ chạy sau khi lấy được tim dị thần, lúc đó chắc chắn cô ta sẽ không thể ngăn được cường giả dị vực trước mặt này. Cô ta do dự có nên bỏ qua cho cường giả dị vực này không? Lúc này, Diệp Quân nhìn tim dị thần màu đỏ sậm, không chút do dự cất nó đi. Hắn không bỏ chạy mà xoay người biến thành một tia kiếm quang đâm mạnh vào cường giả dị vực đó. Vèo. Cột sáng lửa đó lập tức vỡ tan, cường giả bí ẩn đó cũng bị hắn làm cho văng ra xa. Diệp Quân chạy đến cạnh Tả Hy, đi thôi. Nói rồi hắn đưa Tả Hy vào trong tiểu tháp, sau đó ngự kiếm bay đi rồi biến mất ở tận đằng xa. Sau khi dừng lại, người đồ đen bí ẩn đó ngẩng đầu lên nhìn kiếm quang đó. Ánh mắt sầm lại một cách đáng sợ. Sau khi vào trong tiểu tháp, Tả Hy ngây người ra một lúc. Cô ta hơi khó tin nhìn xung quanh, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và ngờ vực. Diệp Quân không chạy trốn mà liên tục dùng thần thức nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc bên phải vang lên tiếng đấu nhau. Diệp Quân lập tức đổi hướng, ngự kiếm bay về phía bên phải. Không lâu sau, hắn nhìn thấy Mông Chiêu. Lúc này Mông Chiêu đang đánh chết mười mấy người đồ đen, mặc dù sức mạnh của mười mấy người đồ đen này không mạnh bằng người đồ đen thủ lĩnh kia, nhưng cũng không thể xem thường, lúc này Mông Chiêu đã bị thương nặng. Thấy Diệp Quân xuất hiện, Mông Chiêu sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên xa sầm. Diệp Quân nhìn Mông Chiêu, không muốn chết thì đưa tìm pháp luật vô thượng ra đây cho ta. Mông Chiêu nhìn chằm chằm Diệp Quân xoay người định đi. Mông Chiêu vội nói, khoan đã. Nói rồi gã vội đưa tìm pháp luật vô thượng cho Diệp Quân. Mặc dù thứ này rất hấp dẫn nhưng lúc này gã đã tỉnh táo, tính mạng quan trọng hơn. Sau khi cất nó đi, Diệp Quân nói, nếu ngươi đưa tìm pháp luật vô thượng này cho đám người dị đoạn này, chẳng phải ta sẽ xong rồi sao? Ngươi là đồ ngốc, nói rồi hắn xoay người bỏ chạy. Mông Chiêu. Mông Chiêu bỗng tức giận gào lên. Hai mắt đỏ ngầu.
Gã muốn giết người. Mẹ nó chứ, đây là bức chết người khác đấy. Bắt nạt người ta quá đáng. Tức đến run bần bật. Sau khi Mông Chiêu không còn tin pháp luật vô thượng nữa, dĩ nhiên người đồ đen của dị vực đó sẽ không gây rắc rối cho gã nữa, mà quay sang đuổi theo Diệp Quân, nhưng tốc độ của họ kém xa Diệp Quân. Bây giờ mục đích của Diệp Quân là rời khỏi chiến trường này, hắn tăng tốc độ của mình lên đến mức cực hạn. Không lâu sau, hắn nhìn thấy tia sáng. Diệp Quân híp mắt, đang định tăng tốc thì thời không trước mặt hắn bỗng trở nên méo mó, ngay sau đó một đao quang kỳ lạ bay ra. Diệp Quân chém một nhát kiếm đến. Vèo. Đao quang kỳ lạ đó bị hắn ép lùi lại. Lúc này đột nhiên vào vài người đồ đen xuất hiện xung quanh hắn. Diệp Quân dừng lại, hắn nhìn về người đàn ông đồ đen cách đó không xa, người đàn ông đồ đen cầm một thanh đao dài, lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Người đồ đen dẫn đầu khàn giọng nói, để lại đồ, người đi đi. Lúc này Tả Hy cũng xuất hiện ở một bên, cô ta nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân bỗng xòe tay ra, tim dị thần bay đến trước mặt Tả Hy. Tả Hy nhìn Diệp Quân một hồi, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, người đàn ông này cũng hiểu chuyện thật. Cô ta ra đây không phải là để giúp Diệp Quân. Mục đích của cô ta cũng rất rõ ràng, họ có thể hợp sức với nhau nhưng lợi ích không thể chỉ một mình cô ta mới lấy được, cô ta không ngờ mình chưa nói mà Diệp Quân đã hiểu ý của cô ta. Nghĩ đến đây cô ta không khỏi nhớ đến Mông Chiêu, cô ta cau mày. Tả Hy cất tim dị thần đi. Cô ta xoay người nhìn người đồ đen dẫn đầu, bây giờ cô ta và Diệp Quân cùng một phe. Người đồ đen dẫn đầu nhìn hai người, ra tay đi. Nhưng lúc này Tả Hy bỗng giơ tay trái ra, cô ta vung nhẹ lên. Dưới chân hai người, một trận pháp dịch chuyển bỗng xuất hiện. Thấy thế, người đồ đen dẫn đầu biến sắc, gã lao mạnh về phía trước, chém một nhát đao về phía hai người. Nhưng khi đao của gã lao đến trước mặt hai người, hai người đã biến mất. Dịch chuyển đi rồi. Sắc mặt người đồ đen bỗng trở nên cực kỳ hung dữ, nhưng nghĩ đến điều gì gã bỗng quay đầu nhìn sang bên phải, tận cuối đó chính là Mông Chiêu vẫn chưa rời đi. Thấy người đồ đen dẫn đầu, Mông Chiêu biến sắc đệch. Lúc này người đồ đen đã lao đến chỗ y. Mông Chiêu. Lúc mở mắt ra, Diệp Quân đã ở trong một đại điện, nói chính xác hơn là trong một phòng sách. Nhưng phòng sách này hơi lớn. Trên giá sách xung quanh đều là những cuốn sách cổ màu đen rất dày, đi đến một giá sách trong đó nhưng lại bị màn chắn vô hình ngăn lại. Lúc này đằng sau hắn bỗng vang lên tiếng bước chân. Diệp Quân xoay người nhìn sang, người đến là Tả Hy. Tả Hy nhìn Diệp Quân, tỉnh rồi à? Diệp Quân gật đầu, đây là... Tả Hy bình tĩnh nói, học viện thần pháp. Diệp Quân nhìn Tả Hy, cô dịch chuyển ta đến đây à? Tả Hy nói, người có thể đi bất cứ lúc nào. Nói rồi cô ta bước đến trước bàn sách ở một bên rồi ngồi xuống, cô ta lấy một cây bút màu vàng ra bắt đầu vẽ. Diệp Quân bỗng nói, ta nghe Phản Đế Chiêu nói học viện thần pháp từng là học viện cung đình của đế quốc thần hư. Tả Hy để bút xuống, sau đó nói. Vậy cô ta có nói với ngươi là sau đó tại sao học viện thần pháp lại thoát khỏi đế quốc thần hư không? Diệp Quân lắc đầu. Tả Hy nhìn Diệp Quân, mục nát. Diệp Quân cau mày, mục nát. Tả Hy gật đầu, đế quốc thần hư cực kỳ thối nát. Để tranh giành vô thượng thần ấn, nội bộ hoàng thất họ làm đủ mọi điều kinh tởm, ngươi có biết tại sao chiến tướng khung dã lại thất thủ không? Đó là vì nội bộ đế quốc thần hư chúng cố ý làm thế. Vì thực lực của chiến tướng khung giã đe dọa nghiêm trọng đến họ nên họ hợp tác với dị vực hại chết chiến tướng khung giã. Diệp Quân trầm giọng nói, Phản Chiêu Đế làm à? Tả Hy lắc đầu, không phải cô ta, lai lịch của cô ta không hề nhỏ, cô ta là một người rất mạnh, cả về thực lực lẫn năng lực. Cho dù là ở trong đế quốc thần hư, cô ta cũng có thể được xếp trong top 3, tiếc là cô ta sinh ra muộn quá, nếu cô ta sinh ra sớm hơn mấy vạn năm. Có lẽ có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng hiện tại mọi thứ đã quá muộn, cho dù là học viện thần pháp bọn ta hay tộc cự nhân Thiên Nhung, hay tộc Thiết Thần đều không thể quay trở lại đế quốc thần hư. Diệp Quân nói, các cô có biết cô ta muốn thống nhất cả khu vực thần hư không? Tả Hy gật đầu, cô ta chưa từng có ý định che giấu,
nhưng bây giờ là chuyện không thể. Không nói đến các dị đoan của dị vực đó, nếu bây giờ cô ta muốn ra tay, ba nhà bọn ta sẽ bắt tay nhau đối phó với cô ta. Cô ta nhìn Diệp Quân, sau đó nói, cô ta tìm ngươi đến chắc chắn là muốn lợi dụng ngươi, người thông minh như vậy chắc cũng biết điều này. Diệp Quân nói, xem như hợp tác vậy. Tả Hy nhìn Diệp Quân, ngươi không thắng nổi cô ta đâu. Diệp Quân lắc đầu, hiện giờ ta vẫn chưa lựa chọn. Tả Hy cau mày. Diệp Quân cười nói, không biết cô nương tên gì. Tả Hy nói, Tả Hy. Diệp Quân gật đầu, Tả cô nương, có duyên sẽ gặp lại. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Tả Hy bỗng nói, khoan đã. Diệp Quân xoay người nhìn Tả Hy, Tả Hy nhìn hắn, có thể vào trong tháp của ngươi xem thử không? Diệp Quân cười nói, được. Dứt lời hắn dẫn Tả Hy vào trong tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, vẻ mặt Tả Hy dần trở nên nghiêm túc, cô ta đưa tay phải ra nhẹ nhàng chạm vào thời không trước mặt, hơi khó tin nói, làm sao mà làm được thế? Diệp Quân mỉm cười nói, ta cũng không biết. Tả Hy quay đầu lại nhìn Diệp Quân, ta bỗng phát hiện bọn ta đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Quân cười nói, Tả Hy cô nương, ta phải về rồi. Nói rồi hắn dẫn Tả Hy rời khỏi tiểu tháp. Diệp Quân nói, tạm biệt. Hắn xoay người rời đi. Tả Hy đứng đó nhìn Diệp Quân rời đi, nhíu chặt mày. Sau khi Diệp Quân ra khỏi phòng sách, hắn ngự kiếm bay đi rồi biến mất ở tận chân trời. Vừa trở lại Vương Thành, Phạn Chiêu Đế xuất hiện trước mặt hắn, cô ta cười ẩn ý, ta còn tưởng ngươi ở học viện thần pháp không về chứ. Diệp Quân nói, tìm dị thần ở học viện thần pháp, ta chỉ lấy được tìm pháp luật vô thượng thôi. Phạn Chiêu Đế cười nói, đủ rồi, đi theo ta. Nói rồi cô ta xoay người đi về phía xa. Diệp Quân đi theo Phạn Chiêu Đế đến một tinh không, trong tinh không này có rất nhiều mảnh vỡ pháp luật vô thượng, có đến hàng ngàn mảnh. Nhìn thấy nhiều như thế, Diệp Quân cảm thấy hơi ngạc nhiên. Phạn Chiêu Đế xoay người nhìn Diệp Quân, ta bảo vệ ngươi, ngươi hấp thụ tìm pháp luật vô thượng này. Diệp Quân trầm giọng nói, có vấn đề khác không? Phạn Chiêu Đế cười nói, sẽ trở nên mạnh hơn. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế, một lúc sau hắn gật đầu, hấp thụ thế nào? Phạn Chiêu Đế bật cười, ta biết ngươi đang thắc mắc mục đích của ta là gì? Ta có thể nói rõ với ngươi rằng ngươi không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần nâng cao sức mạnh của mình là được. Nói rồi cô ta xòe tay ra, tìm pháp luật vô thượng xuất hiện trong tay, cô ta nhìn thoáng qua tìm pháp luật vô thượng, cười nói, không hổ là trái tim của chiến tướng khung dã, thật là thuần khiết, rất hiếm thấy. Diệp Quân nói, nghe nói ông ta bị đế quốc thần hư và dị vực hợp tác lại hại chết à. Phạn Chiêu Đế gật đầu, quả thật là thế. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế cười nói, đừng nhìn ta, là những người nắm quyền lực thế hệ đó của đế quốc thần hư mới là kẻ bất tài. Chỉ có bản thân không đủ năng lực mới sợ người dưới trướng mình trở nên mạnh. Diệp Quân gật đầu, quen cô lâu như thế, cuối cùng cũng nghe được cô nói một tiếng người. Phạn Chiêu Đế bật cười, được rồi, chúng ta đừng nói mấy lời vô ích nữa, bắt đầu hấp thụ đi. Nói rồi cô ta cầm tim vô thượng luật pháp đập mạnh vào mặt Diệp Quân. Bốp! Diệp Quân! Ngay sau đó, Diệp Quân bỗng mở to hai mắt, phóng toàn bộ kiếm ý của mình ra để trấn áp, vì hắn cảm nhận được năng lượng chứa đựng trong tim vô thượng luật pháp sắp nổ tung cơ thể mình. Phạn Chiêu Đế nói, ý chí của ông ta ở trong tiểu tháp của ngươi à? Không đợi Diệp Quân trả lời, cô ta xòe tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay cô ta, cô khẽ lắc, ý chí đáng sợ bị cô ta cưỡng ép lấy ra, nhưng lại bị kẹp vào trong tay cô ta. Không thể động đậy. Tiểu tháp. Phạn Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, cười nói, đây là ý chí của chiến tướng khung dã, mặc dù chỉ bằng 1/10 lúc đỉnh cao, nhưng với ngươi hiện tại cũng không nên coi thường, ngươi nên hấp thụ hết đi. Nói rồi cô ta xòe tay ra, ý chí đáng sợ đó đi vào giữa trán Diệp Quân. Hai mắt Diệp Quân đột nhiên mở to, quần áo quanh người hắn bị xé nát. Lúc này vô số dòng máu màu vàng xuất hiện trong mạch máu dưới làn da hắn. Phạn Chiêu Đế nhìn bên dưới Diệp Quân, lắc đầu chỉ có thế thôi. Lúc này trong người Diệp Quân bỗng toát ra khí tức huyết mạch đáng sợ. Huyết mạch phong ma.
Trong tim vô thượng luật pháp đó không chỉ có sức mạnh vô thượng luật pháp cường đại mà còn có sức mạnh huyết thống. Sức mạnh huyết thống này là huyết mạch vô thượng huyết thống đầu tiên ở khu vực thần hư. Huyết mạch vô thượng có nguồn gốc từ thủy tổ nền văn minh của vương triều thần hư. Huyết mạch này không chỉ dành cho hoàng thất của vương triều thần hư, chỉ cần ngươi có thể tu luyện tim vô thượng luật pháp thì có thể có được huyết mạch vô thượng. Vào lúc này, khi Diệp Quân bắt đầu hấp thụ tim vô thượng luật pháp, huyết mạch vô thượng cực mạnh cũng xuất hiện cùng với nó. Mà huyết mạch phong ma không xuất hiện nữa. Huyết mạch phàm nhân và huyết mạch viêm hoàng tồn tại đã khiến nó cảm thấy rất khó chịu, bây giờ lại thêm một loại nữa. Huyết mạch phong ma cưỡng ép chấn áp huyết mạch vô thượng. Nhưng lúc này Phản Chiêu Đế bỗng giơ tay phải ra đặt lên vai Diệp Quân, một luồng sức mạnh chấn áp huyết mạch phong ma. Huyết mạch phong ma còn muốn phản kháng, nhưng Phản Chiêu Đế lại cười nói, huyết mạch phong ma, thế cục càng lớn thì huyết mạch vô thượng này có thể mang đến năng lượng vô hạn cho chủ nhân của ngươi. Huyết mạch phong ma không quan tâm, vẫn muốn cưỡng ép tiêu diệt huyết mạch vô thượng. Chủ nhân, có liên quan gì đến huyết mạch phong ma nó? Không có chủ nhân càng tốt. Nhìn thấy huyết mạch phong ma có xương chẩm, Phản Chiêu Đế khá ngạc nhiên, đây là huyết mạch gì vậy? Thế mà lại còn có xương chẩm, thực sự là kỳ lạ, không nghĩ ngợi nhiều, cô ta giơ tay phải đặt lên vai Diệp Quân, lại chấn áp lần nữa. Dưới sự chấn áp của cô ta, cuối cùng huyết mạch phong ma cũng bất lực, thế là trong người Diệp Quân càng có nhiều huyết mạch vô thượng. Sau khi huyết mạch vô thượng ngày càng nhiều, khí tức toát ra quanh người Diệp Quân cũng ngày càng mạnh. Đây là một sức mạnh huyết mạch hoàn toàn mới. Thấy thế, gương mặt tuyệt đẹp của Phản Chiêu Đế nở nụ cười khiến cả ngân hà tinh không biến sắc. Lúc này, so với dung mạo tuyệt thế của Phản Chiêu Đế, sắc mặt của Diệp Quân đã méo mó đến mức biến dạng, cực kỳ hung hãn, lúc này hắn đang vô cùng đau đớn như hàng vạn thanh kiếm đang đâm vào trái tim hắn. Hắn vẫn có thể chịu đựng nỗi đau thể xác. Nhưng nỗi đau thần thức và ý chí khiến hắn cảm thấy sống không bằng chết, vì sau khi ý chí bí ẩn xâm nhập vào cơ thể hắn, nó bắt đầu điên cuồng tấn công thức hải và thần hồn của hắn, nó muốn chiếm giữ mọi thứ. Dĩ nhiên Diệp Quân sẽ không ngồi yên chờ chết, dùng ý chí của mình để chống lại nó, thật ra ý chí của hắn không thua kém gì ý chí mạnh mẽ đó, nhưng chiến trường lại nằm trong thức hải của hắn. Thức hải là điểm yếu của nơi này tương đương với chỗ đó của đàn ông. Tấn công hắn thức hải đồng nghĩa với việc tấn chỗ đó. Cho dù chỉ cần nhéo một cái, người đàn ông đã chịu được rồi, huống hồ gì tấn công. Nhưng Diệp Quân không còn cách nào khác, đành phải chịu đựng sự tấn công này, vì hắn biết một khi hắn từ bỏ phản kháng mà bất tỉnh, ý thức và ý chí của hắn sẽ bị ý chí mạnh mẽ đó tiêu diệt, cho nên hắn phải chịu đựng được. Nhìn Diệp Quân mặt mày méo mó đến mức hung ác, Phản Chiêu Đế không hề lo lắng chút nào, vẫn bình tĩnh như nước. Nếu là Diệp Quân trước đó, thật ra cô ta sẽ lo lắng. Dĩ nhiên nếu là Diệp Quân trước đó, cũng không có tư cách đến nơi này để cô ta lợi dụng. Lúc này, một người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện sau lưng Phản Chiêu Đế, gã nhìn Diệp Quân rồi nói, Phản Chiêu Đế, ngươi không sợ hắn không trụ nổi sao? Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, mỉm cười, hắn có thể làm được. Người đeo mặt nạ hơi khó hiểu. Với thực lực của ngươi hoàn toàn có thể giúp hắn hấp thụ ý chí này. Phản Chiêu Đế lắc đầu nói, không trải qua khó khăn, làm sao có thể ngửi được hương hoa. Nước đến cuối đường là cảnh đẹp, người đến ngõ cụt ắt có sự sống. Hắn phải tự mình bước đi, nếu hắn thậm chí không thể vượt qua khó khăn nhỏ này, làm sao có thể trở thành một người hữu ích. Người đeo mặt nạ nhìn Phản Chiêu Đế, trầm giọng nói, ngươi muốn để hắn trở thành vua của khu vực thần hư thật sao? Phản Chiêu Đế cười hỏi ngược lại, sao thế, người nghĩ hắn không có tư cách à? Người đeo mặt nạ nhìn Diệp Quân, trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu là hắn mà lần đầu tiên ta gặp, dĩ nhiên không có tư cách. Lúc đó hắn ngoài việc có người chống lưng ra thì chỉ có thể coi là một thiếu niên có tài năng, không có tiềm năng trở thành cường giả. Nhưng bây giờ, ta phải thừa nhận hắn khiến ta rất ngạc nhiên. Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, trên môi nở nụ cười, ta cũng rất ngạc nhiên. Thật ra lúc đầu hắn không nằm trong kế hoạch của ta, như ngươi đã nói, nếu không có người chống lưng, hắn thực sự chỉ là một thiếu niên có tài năng. Trong cả vũ trụ, chỉ có thể nói vẫn miễn cưỡng có thể, nhưng ta không ngờ hắn lại dám đánh cược với Tịnh Tông chủ đó, càng không ngờ hắn có thể tìm lại được ý định ban đầu, kiên trì với nó.
người đeo mặt nạ, thế nên ngươi đã thay đổi kế hoạch. Phản Chiêu Đế ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sâu thẳm, mỉm cười, nụ cười này hơi khó đoán, vũ trụ này có trật tự vẫn tốt hơn, đương nhiên trật tự này nhất định phải có thiện ý với chúng ta. Người đeo mặt nạ nhìn Phản Chiêu Đế, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè, mặc dù là hợp tác nhưng gã cũng không biết ý đồ thật sự của Phản Chiêu Đế. Không ai có thể nhìn thấu được người phụ nữ này. Mặc dù lúc này hai người ở rất gần Diệp Quân, nhưng Diệp Quân lại không nghe được cuộc trò chuyện của họ, tất nhiên hiện giờ hắn không còn sức để nghe cuộc trò chuyện của họ. Lúc này hắn đau đến mức ý thức mơ hồ, hai mắt đỏ ngầu, nét mặt vặn vẹo như một con thú hoang lâm vào trạng thái điên cuồng, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Kiên trì chống đỡ. Bây giờ hắn chỉ có một suy nghĩ, phải kiên trì chống đỡ. Hắn không thể ngã xuống ở đây. Thời gian trôi qua từng chút, lúc này ý thức của hắn hoàn toàn mơ hồ, nhưng trong đầu và trong lòng hắn có một niềm tin, đó là phải kiên trì. Niềm tin không mất đi. Chẳng bao lâu sau, khi huyết mạch vô thượng trong cơ thể hắn lan tràn khắp cơ thể, một luồng sáng vàng bỗng bay lên trời từ trong cơ thể hắn, sau đó lao vào vực sâu của vũ trụ, cùng lúc đó ý chí của hắn trấn áp ý chí của khung dã, rồi dần nuốt chửng nó. Thấy thế Phản Chiêu Đế cong môi lên. Nhưng lúc này bỗng xảy ra đột biến, chỉ thấy trong người Diệp Quân bỗng toát ra ba luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ. Huyết mạch phàm nhân. Huyết mạch phong ma. Huyết mạch viêm hoàng. Ba huyết mạch lập tức nuốt chửng lấy huyết mạch vô thượng. Thấy thế Phản Chiêu Đế biến sắc, cô ta đang định ra tay trấn áp, nhưng nghĩ lại hình như không ảnh hưởng gì nên cô ta cũng không ra tay nữa. Mặc kệ ba huyết mạch điên cuồng nuốt chửng huyết mạch vô thượng. Phản Chiêu Đế nhìn ba huyết mạch đặc biệt trong cơ thể Diệp Quân, ánh mắt hiện lên tia ngạc nhiên, cô ta không ngờ rằng ba huyết mạch đặc biệt trong người Diệp Quân lại đột nhiên tấn công. Cô ta không biết với ba huyết mạch vô thượng dựa vào cái gì mà so với chúng. Huyết mạch phong ma bắt nguồn từ kiếm chủ Thanh Sam. Huyết mạch phàm nhân bắt nguồn từ thiên mệnh váy trắng. Huyết mạch viêm hoàng bắt nguồn từ các chủ tần quan. Chúng đều là huyết mạch thân thuộc của Diệp Quân. Huyết mạch vô thượng này là cái thứ gì? Cũng xứng vào đây. Tiêu diệt nó. Huyết mạch đằng sau không có ông trùm tuyệt thế thì không xứng ở một chỗ với chúng. Nhìn ba huyết mạch đáng sợ của Diệp Quân, người đeo mặt nạ không khỏi ngạc nhiên, sức mạnh của ba loại huyết mạch này đáng sợ thật. Phản Chiêu Đế mỉm cười. Không ngờ được nhỉ. Người đeo mặt nạ nghiêm mặt gật đầu. Phan Chiêu Đế khẽ cười nói, thật ra nếu lần cược đó hắn thua thì sẽ vui hơn. Người đeo mặt nạ khó hiểu, tại sao? Phan Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, nụ cười trên môi dần biến mất, bởi vì như thế thì sau này hắn có thể gọi người trong nhà mà không có gánh nặng tâm lý. Người đeo mặt nạ cau mày, cảm thấy hơi khó hiểu, vì gã không hiểu ý của câu này. Như thể nghĩ đến điều gì? Gã nhìn Diệp Quân, bây giờ hắn đang có thực lực thế nào? Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, sau đó nói, nếu là cảnh giới thì hắn hẳn là mệnh pháp, nhưng sức chiến đấu thực sự của hắn, bao gồm cả những con át chủ bài đó, chắc là có thể sánh với vô thượng đế thần, ngươi đi làm việc đi. Người đeo mặt nạ gật đầu, gã lại nhìn Diệp Quân lần nữa, sau đó xoay người biến mất. Không lâu sau, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra. Lúc này hắn đã hoàn toàn khác hẳn với sự yếu ớt trước đó, bây giờ hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh vô hạn. Như nghĩ đến điều gì, hắn vội nhắm mắt lại, lúc này trái tim trong người hắn đã biến thành màu vàng. Diệp Quân mở mắt ra nhìn Phản Chiêu Đế, thành công rồi à? Phản Chiêu Đế gật đầu cười nói, chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi có thể sử dụng sức mạnh pháp luật vô thượng rồi, thử xem. Diệp Quân siết chặt tay phải. Lòng bàn tay hắn lập tức phát ra tia sáng màu vàng. Sức mạnh. Lúc này hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ, sức mạnh này không phải đến từ bản thân hắn nhưng hắn có thể khống chế được nó. Pháp luật vô thượng. Lúc này hắn thật sự cảm nhận được sự tồn tại của pháp luật vô thượng. Thực chất của luật pháp. Phải nói rằng Diệp Quân vẫn rất ngạc nhiên, không phải vì sức mạnh ẩn chứa trong luật pháp mà là chuẩn tắc trong này. Thủy tổ nền văn minh của vương triều thần hư thế mà đã biến tất cả chuẩn tắc thành một loại sức mạnh, người muốn có được sức mạnh thì phải tu pháp, biết pháp và tuân theo pháp. Luật pháp là cảnh giới. Ngươi không tu. Được thôi.
vậy thì tự tạo ra một con đường. Nhưng một mình đi trên một con đường khó khăn thế nào? Lúc này Diệp Quân mới tin Phạn Chiêu Đế không lừa gạt hắn, hóa ra luật pháp thật sự có thể thực chất hóa. Vấn đề lớn nhất hiện nay của vũ trụ quan huyên là quan huyên pháp không thể thực hiện được hoàn toàn, khiến mọi người cam lòng tuân theo. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân bỗng nhìn Phạn Chiêu Đế, sau khi thực chất hóa luật pháp, nếu người tạo ra pháp này có ác ý, thì đối với tất cả chúng sinh mà nói. Phạn Chiêu Đế tiếp lời, thì đó là tai họa có khả năng hủy diệt. Diệp Quân lặng thinh. Phạn Chiêu Đế nói, tất cả chúng sinh đều chỉ là cường giả chân chính, chẳng qua chỉ là công cụ tu luyện, không cần để ý quá nhiều. Diệp Quân bỗng ngắt lời cô ta, pháp này có thể thực hiện được, nhưng phải có sự hạn chế, nếu không một khi người tạo ra pháp này có ác niệm, chắc chắn sẽ là tai họa tàn khốc cho tất cả chúng sinh, luật pháp phải tuân theo sự ràng buộc và giám sát. Phạn Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, ánh mắt lạnh như băng. Diệp Quân không để ý đến Phạn Chiêu Đế, hắn đi tới đi lui vài bước, cân nhắc một hồi, hai mắt sáng rực lên nói, đúng thế, ta có thể để Tịnh Tông chủ tham gia thực hiện vào việc thực chất hóa quan huyên pháp, để cô ta giám sát quan huyên pháp và ta, nếu ta có ác niệm gì, cô ta có thể can thiệp hoặc ngăn cản bằng vũ lực. Như thế, sau này ta làm việc phải thận trọng và nghiêm khắc với bản thân hơn. Phạn Chiêu Đế cười nói, tại sao không thể tìm ta? Ta yếu kém hơn cô ta chỗ nào? Lần này giọng cô ta dịu dàng hơn bao giờ hết. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế, sau đó nói, Phạn cô nương, nếu cô là ta thì dám tin tưởng cô không? Phạn Chiêu Đế nhìn vào mắt hắn một hồi, bỗng cười nói, không dám. Diệp Quân nghiêm túc nói, Phạn cô nương, làm sao mới có thể có được pháp ấn vô thượng? Phạn Chiêu Đế cười nói, đừng vội. Diệp Quân hơi khó hiểu. Phạn Chiêu Đế nói, bây giờ pháp ấn vô thượng đang vỡ vụn, đầu tiên phải để nó ngưng tụ lại đã. Diệp Quân nhìn cô ta, hơi cạn lời. Hắn ngày càng cảm thấy đây là một cái bẫy chết tiệt, giống như ở hệ Ngân Hà, ngươi trúng số rồi, nhưng xin lỗi, ngươi phải nạp tiền vào trước, sau đó mới có thể nhận giải. Cái bẫy rất thâm sâu. Phạn Chiêu Đế nói tiếp, muốn ngưng tụ lại pháp ấn vô thượng cũng không khó gì, chỉ cần một chút thời gian là được. Diệp Quân bỗng nói, Phạn cô nương, thủy tổ nền văn minh các cô đâu? Phạn Chiêu Đế cười nói, biến mất rồi. Diệp Quân nhíu mày, biến mất. Phạn Chiêu Đế gật đầu, chính vì sự biến mất của ông ấy mà không ai có thể ràng buộc được chuẩn tắc trong pháp ấn vô thượng, thế nên đế quốc thần hư bắt đầu chìm trong nạn tham nhũng và nội chiến. Một trong những nhược điểm của việc thực chất hóa luật pháp là nếu người tạo ra chúng không ở bên cạnh, lực ràng buộc của pháp luật sẽ giảm đi rất nhiều. Diệp Quân khẽ nói, thì ra là thế. Phạn Chiêu Đế nói tiếp, đi thôi, dẫn người đến một nơi. Nói rồi cô ta xoay người rời đi. Diệp Quân hỏi tò mò, nơi nào? Phạn Chiêu Đế cong môi, một nơi vui vẻ. Diệp Quân đi theo Phạn Chiêu Đế rời khỏi Hoàng Thành, khoảng 15 phút sau, họ đến một dãy núi. Trên một sườn núi ở cuối dãy núi này có một cung điện khổng lồ, uy nghi, sừng sỡ và bí ẩn, bức tường thành của nó cao hàng trăm trượng, vô cùng hùng vĩ, mỗi viên gạch của bức tường thành được chạm khắc phù văn vừa cổ kính vừa bí ẩn, có cảm giác thăng trầm của thời gian. Diệp Quân nhìn cung điện hùng vĩ, tráng lệ đó, hơi tò mò, đây là... Phạn Chiêu Đế nói, Hoàng Lăng. Nói rồi cô ta dẫn Diệp Quân xuất hiện trước Hoàng Lăng đó. Trước Hoàng Lăng có hai bức tượng thị vệ, thân hình các thị vệ này cao lớn, tay trái cầm giáo, tay phải cầm khiên, mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt hiện lên cảm giác áp bách vô hình. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế, nhưng Phạn Chiêu Đế lại không nói gì, dẫn hắn đi vào trong Hoàng Lăng. Dọc theo lối đi, hai người đi vào sâu dưới lòng đất, đây là một thành phố dưới lòng đất, nhưng trong thành này lại không có ai, 19 chiếc quan tài bằng đồng được treo khắp thành, trông cực kỳ tĩnh mịch và lạnh lẽo. Diệp Quân nhìn mấy chiếc quan tài bằng đồng đó, đều là người nhà của cô à. Phạn Chiêu Đế quay đầu nhìn Diệp Quân, người có biết cách nói chuyện không vậy? Diệp Quân. Phạn Chiêu Đế quay lại nhìn những chiếc quan tài bằng đồng khẽ nói, các vị tiên tổ, vì vương triều thần hư chúng ta chỉ có thể tiêu hủy xác của các người phải tha thứ cho ta. Nghe thế Diệp Quân cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, không thể tin nhìn Phạn Chiêu Đế.
Phản Chiêu Đế vung tay phải lên. Ầm. 18 quan tài đồng lập tức vỡ nát, ngay cả thi thể bên trong cũng tan nát theo. Tiêu hủy thi thể thật rồi. Diệp Quân ngơ ngác, người này điên rồi sao? Lúc này Phản Chiêu Đế xòe tay ra, 18 tim pháp luật vô thượng bay đến trước mặt cô ta và Diệp Quân. 18 trái tim. Diệp Quân kinh ngạc, người phụ nữ này điên thật rồi, thi thể của tiên tổ mà nó hủy là hủy. Phản Chiêu Đế quay đầu lại nhìn Diệp Quân, cười nói, đều là của ngươi. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, trầm giọng nói, Phản cô nương, rốt cuộc cô muốn làm gì? Sau khi hấp thụ tim pháp luật vô thượng, hắn mới nhận ra tim pháp luật vô thượng quý giá thế nào, mà lúc này người phụ nữ này lại đưa 18 tim pháp luật vô thượng cho hắn, điều này rất bất thường. Hắn không nghĩ người phụ nữ thích hắn, người phụ nữ này có thể tu luyện đến trình độ này thì không thể nào bị một người đàn ông thu hút. Phản Chiêu Đế chớp mắt, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Muốn giúp ngươi nâng cao thực lực. Diệp Quân trầm giọng nói, Phản cô nương, cô có thể nói thật được không? Chúng ta đừng che giấu như vậy. Phản Chiêu Đế nghiêm túc nói, lần này ta bảo ngươi để khu vực thần hư là muốn để ngươi giúp làm một chuyện lớn. Diệp Quân hỏi, chuyện lớn gì? Phản Chiêu Đế nói, tạm thời không thể nói. Diệp Quân sầm mặt, không thể nói, cô đang che giấu gì thế? Phản Chiêu Đế dục, mau hấp thụ đi, làm xong thì ngươi có thể đạt đến vô thượng đế thần. Diệp Quân im lặng không nói. Phản Chiêu Đế nói tiếp, không chỉ có thể đạt được vô thượng đế thần, ngươi còn có thể ngưng tụ lại pháp ấn vô thượng. Sau đó, khi thời cơ đến, ta sẽ dạy ngươi làm sao để thực chất hóa quan huyên pháp của ngươi. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế nói, Phản cô nương, rốt cuộc mục đích của cô là gì? Cô cứ nói ra đi, ta nghĩ chúng ta có thể bàn bạc, bất cho dù điều đó có nghĩa là phải cam kết với nhau, ta cũng có thể làm. Ngươi mơ đẹp thật. Phản Chiêu Đế bật cười, ta không thể nói mục đích thật của ta cho ngươi, nhưng ngươi sẽ biết sớm thôi. Ta có thể đảm bảo với ngươi là ngươi sẽ không chết. Diệp Quân lắc đầu, không cần cô đảm bảo. Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, nụ cười dần biến mất, Diệp công tử, có một đạo lý mà ta phải nói với ngươi, trên đời này không có gì mà tự nhiên có được thứ gì đó thì phải bỏ công ra, ta chắc chắn có nhu cầu nhưng bây giờ với thực lực của ngươi, ngươi không thể thỏa mãn nhu cầu của ta rất lớn. Diệp Quân nhìn cô ta, không nói gì. Phản Chiêu Đế cười nói, ta giúp ngươi nâng cao thực lực. Giúp ngươi hoàn thiện quan huyên pháp, đến lúc đó ngươi giúp ta một việc lớn là được. Tiểu Tháp bỗng nói, đừng nghĩ nhiều, làm xong việc, có ta ở đây, mọi âm mưu tính toán gì đó đều là mây bay. Diệp Quân cau mày, Tháp gia, dạo này có phải ngươi bắt đầu uống rượu rồi không? Tiểu Tháp ngạc nhiên nói, sao ngươi biết? Nói đến đây nó không nói gì nữa. Sắc mặt Diệp Quân xa sầm, mẹ kiếp, sao ta biết? Dạo này ngươi cứ phiêu phiêu chẳng ra thể thống gì, mẹ nó, ta lăn lộn theo ngươi, 3 ngày bị đánh một trận nhỏ, 5 ngày bị đánh một trận đến mức thương tích, chưa từng thấy ngươi thể hiện uy thần gì cả. Tiểu Tháp. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, nhìn Phản Chiêu Đế, Phản cô nương, ngươi chắc chắn hấp thu 18 trái tim pháp luật vô thượng sẽ không có vấn đề gì chứ, Phản Chiêu Đế gật đầu, không có vấn đề gì. Diệp Quân gật đầu, vậy thì làm đi. Phản Chiêu Đế cười nói, không sợ nữa à? Diệp Quân nói, sợ cũng chẳng có tác dụng, đúng không? Phản Chiêu Đế khẽ cười nói, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm hại ngươi. Nói xong cô ta xòe tay ra, 18 tim pháp luật vô thượng đi vào giữa trán Diệp Quân. Diệp Quân bỗng biến sắc, hắn cứ tưởng mình sẽ hấp thu từng cái một, nhưng không ngờ người phụ nữ này lại để hắn hấp thu 18 trái tim cùng một lúc. Trước khi hắn kịp phản ứng, từng sự thay đổi sức mạnh đáng sợ bộc phát từ cơ thể hắn, nhưng lần này Phản Chiêu Đế không ngoài nhìn mà đặt tay phải lên vai hắn để giúp anh trấn áp và hấp thụ nó. Có Phản Chiêu Đế giúp đỡ, Diệp Quân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nếu không có Phản Chiêu Đế giúp, với thực lực hiện tại của hắn sẽ không thể hấp thụ nhiều trái tim pháp luật vô thượng cùng lúc như vậy. Chẳng mấy chốc, khí tức trên người hắn bắt đầu tăng lên rất nhanh. Phản Chiêu Đế trước mặt Diệp Quân nhìn thấy khí tức của hắn tăng lên, khóe môi cong lên. Tộc Thiết Thần. Tộc trưởng Tộc Thiết Thần Khung Chiến ngồi ở vị trí đầu tiên,
sắc mặt xa sầm, ánh mắt hung dữ. Cách ông ta không xa có một thi thể, chính là Khung Lăng. Ở bên trái thi thể có hai người là Đa Nguyên Đạo Đế và ông lão của Quang Âm Đạo Điệt, đối diện họ là một người đàn ông trung niên có thân hình vạm vỡ và một phụ nữ mặc áo màu xanh. Hai người này là tộc trưởng của tộc cự nhân Thiên Nhung Mông Võ và viện trưởng học viện thần pháp Kỳ Pháp. Hôm nay những người mạnh nhất khu vực thần hư đều tụ họp lại đây. Khung Chiến dẫn đầu bỗng nhìn Đa Nguyên Đạo Đế và ông lão Quang Âm Đạo Điệt, hai vị, Diệp Quân có lai lịch thế nào? Ông lão Quang Âm Đạo Điện trầm giọng nói, Diệp Quân đến từ vũ trụ Quan Huyên, là vua hiện tại của vũ trụ Quan Huyên, dĩ nhiên thân phận của hắn không chỉ có thế. Đằng sau hắn có một vị Tĩnh Tông chủ, người này không ở trong cảnh giới, thực lực vô cùng lợi hại và hung hãn, còn mạnh đến mức nào thì cũng không biết. Ngoài ra, đằng sau Diệp Quân còn có mấy cường giả thần bí, trong đó người xuất hiện nhiều nhất chính là người phụ nữ váy trắng. Người này rất bí ẩn, không rõ thực lực của bà ta, chỉ biết bà ta giết người chưa từng vung ra nhát kiếm thứ hai. Giết người chưa từng vung ra nhát kiếm thứ hai. Nghe thế mấy người Khung Chiến nhíu mày. Lúc này Đa Nguyên Đạo Đế ở một bên bỗng bật cười, điện chủ Văn Tư nói quá rồi. Ông lão tên Văn Tư hơi ngờ vực nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, ba người Khung Chiến cũng nhìn Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế sờ đầu gối cười nói, Tịnh Tông chủ đó từng đánh nhau với ta, phải nói rằng cô ta có chút thực lực, về việc cô ta mạnh đến mức nào, ta nghĩ chỉ có vậy thôi. Văn Tư cau mày, lúc này Đa Nguyên Đạo Đế lại nói, còn người phụ nữ váy trắng đó, ta chưa từng đánh nhau với người này bao giờ, nhưng ta đoán thực lực của người phụ nữ này chắc cũng chỉ thế thôi, dù sao thì bà ta cũng là người ở nền văn minh cấp thấp, cho dù xuất hiện một hai nhân vật cũng không có nghĩa gì lớn, dù sao cũng có giới hạn trên. Còn việc giết người chưa từng vung ra nhát kiếm thứ hai, ở một thế giới nền văn minh cấp thấp, cho dù phái bừa một vị cảnh giới mệnh pháp đến cũng có thể làm được dễ dàng, chứ đừng nói đến bọn ta, phải không? Mọi người đều im lặng. Kỳ Pháp viện trưởng học viện thần pháp bỗng nói, Đa Nguyên Đạo Đế, nếu vũ trụ Quan Huyên không đến nỗi như ngươi nói, thì tại sao Quang Âm Đạo Điện kết hợp với ngươi vẫn chưa thể tiêu diệt được? Mông Võ và Khung Chiến lại nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, ánh mắt hiện lên vẻ ngờ vực. Sắc mặt Văn Tư hơi khó coi, khoảng thời gian này Quang Âm Đạo Điện tổn thất quá nặng nề. Thấy sắc mặt Văn Tư hỏi thay đổi, Kỳ Pháp lại hỏi, hai vị, ta không có ác ý, chỉ là tò mò thôi. Đa Nguyên Đạo Đế ung dung cười nói, viện trưởng Kỳ Pháp, vậy ngươi nghĩ người phụ nữ váy trắng mạnh lắm à? Kỳ Pháp bình tĩnh nhìn ông ta không biết có mạnh hay không, dù sao ta cũng chưa từng đánh nhau với bà ta, nhưng theo quan điểm hiện tại, Diệp Quân có thể đi đến hiện tại từ nền văn minh cấp thấp thì chắc chắn không phải người tầm thường, người bình thường tuyệt đối sẽ không được Phản Chiêu Đế lựa chọn. Phản Chiêu Đế. Nghe đến cái tên này, trong mắt Khung Chiến và Mông Võ đều hiện lên vẻ nghiêm trọng và phức tạp. Ngay cả họ phải thừa nhận rằng người phụ nữ này rất mạnh và xuất sắc. Nếu người phụ nữ này sinh ra vào hàng chục ngàn năm trước, không chừng cô ta có thể đã cứu vãn được tình hình, cứu đế quốc thần hư này, nhưng bây giờ, điều đó là không thể. Kỳ Pháp nói tiếp, một thiếu niên, cho dù hắn có yêu nghiệt, khả năng lĩnh hội tốt thế nào, hắn cũng không thể vượt qua nền văn minh nhiều cấp bậc trong thời gian ngắn như vậy. Thế nên chỉ có một lời giải thích, đó là người đứng sau hắn nhất định là một nền văn minh cấp cao, còn mạnh thế nào thì ta không biết. Khung Chiến khẽ gật đầu, viện trưởng Kỳ Pháp phân tích có lý. Nói rồi ông ta nhìn Đa Nguyên Đạo Đế và Văn Tư, hai vị chưa từng đánh với người phụ nữ váy trắng sao? Văn Tư lắc đầu, trầm giọng nói chưa, điện của bọn ta chỉ từng đánh với Tịnh Tông chủ đó thôi. Thực lực của người phụ nữ này vô cùng mạnh, cô ta tu luyện đạo pháp tấn công theo lời nói, một lời nói có thể quyết định sự sống hay cái chết. Còn người phụ nữ váy trắng thì điện của ta chưa từng đánh với bà ta, cũng chưa từng gặp. Nói rồi ông ta nhìn Đa Nguyên Đạo Đế bên cạnh. Mọi người đều nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, vì ông ta là người có giao lưu với vũ trụ Quan Huyên nhiều nhất. Đa Nguyên Đạo Đế cười nói, nếu các ngươi đều cho rằng người phụ nữ váy trắng rất mạnh, vậy thì thế nào? Đến lúc chiến đấu, ta sẽ đối phó người phụ nữ váy trắng, không chỉ có bà ta, mấy kiếm tu phía sau Diệp Quân cũng giao cho ta. Thế nào? Tự tin. Ung dung. Vô địch. Đây là cảm giác mà Đa Nguyên Đạo Đế mang đến cho mọi người ngay lúc này. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người,
Đa Nguyên Đạo Đế vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh, sự bình tĩnh và tự tin của ông ta không giống đang giả vờ, mà là từ tận đáy lòng. Thấy Đa Nguyên Đạo Đế bên cạnh toát ra vẻ tự tin và bình tĩnh như vậy, Văn Tư nhíu chặt mày, ông ta cũng không chắc Đa Nguyên Đạo Đế đang giả vờ, mà lợi hại thật. Khung Chiến nhìn chằm chằm Đa Nguyên Đạo Đế, đạo hữu muốn một mình đối phó với mấy chỗ dựa đằng sau Diệp Quân đó thật à? Đa Nguyên Đạo Đế khẽ cười nói, sao thế? Tộc trưởng Khung Chiến không tin vào thực lực của ta sao? Khung Chiến lắc đầu, không có ý này. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn mọi người trong sân, nụ cười dần biến mất, lúc này trên người ông ta bỗng toát ra khí tức bao trùm khắp nơi. Chậm rãi nói, trước kia từng có trăm vạn kiếp đại đạo tiêu diệt cả vạn tiên bằng một cái búng tay, hàng vạn đại đạo đều cùng nhau đi vào, Đa Nguyên Đạo Đế ở tận cuối. Mọi người! Đa Nguyên Đạo Đế mỉm cười nói, các vị từng nghe đến bài thơ này chưa? Mọi người đều lắc đầu. Đa Nguyên Đạo Đế cau mày, nhưng sau đó cười nói, trước đây chưa từng nghe nói cũng không sao, tóm lại những người đứng sau Diệp Quân cứ giao cho ta, nếu chúng dám lộ diện. Ta sẽ bắt chúng quỷ xuống cầu xin tha. Đám người Khung Chiến đều lặng thinh. Thật ra lúc này họ cũng không chắc Đa Nguyên Đạo Đế chỉ đang khoe khoang hay thực sự lợi hại, nhưng đến bây giờ Đa Nguyên Đạo Đế vẫn có thực lực, chỉ là một phân thân thôi nhưng đã có thực lực của Vô Thượng Thần Đế rồi, nếu là bản thể chắc chắn sẽ mạnh hơn, điều này không thể nghi ngờ, nhưng không biết mạnh đến mức nào. Văn Tư ở một bên nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, mỉm cười nói, các vị, không có gì phải nghi ngờ thực lực của Đa Nguyên Đạo Đế, dù sao ông ta cũng đã từng một mình dung hợp cả vũ trụ đa nguyên, hơn nữa còn từng vào đạo điện, ta tin với thực lực của ông ta thì người đứng sau Diệp Quân tuyệt đối không phải đối thủ của ông ta. Thật ra ông ta cũng không biết chắc, dù sao ông ta cũng chưa từng nhìn thấy bản thể của Đa Nguyên Đạo Đế, nhưng bây giờ ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng, dù sao hiện giờ họ đã cùng hội cùng thuyền. Hơn nữa ông ta cảm thấy với thân phận của Đa Nguyên Đạo Đế đa quả thật không cần phải khoa trương thổi phồng mình lên, dù sao cũng là người có địa vị. Chẳng hạn như bảo ông ta nói khoác, chắc chắn sẽ không làm được. Bây giờ có rất ít người vô liêm sỉ vậy lắm. Nghe Văn Tư nói thế, ba người Khung Chiến ở cách đó không xa nhìn nhau, đều khẽ gật đầu, cũng chọn tin tưởng. Tốt xấu gì cũng là chủ của một nền văn minh. Được gọi là đạo đế, sao có thể rảnh rỗi chạy đến đây khoác lác được. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên bước vào đại điện, ông lão nhanh chân bước đến bên cạnh Khung Chiến, khẽ chào rồi nhỏ giọng nói vài câu. Khung Chiến híp mắt lại, sự lạnh lẽo lan ra xung quanh, người phụ nữ đó dẫn hắn đến Hoàng Lăng rồi. Kỳ pháp cao mày, Hoàng Lăng có tim pháp luật vô thượng của 18 vị Hoàng đế vương triều thần hư. Nói đến đây bà ta như nghĩ đến điều gì bèn đứng phắt dậy. Khung Chiến và Mông Võ cũng đứng lên, sắc mặt ba người đều vô cùng nghiêm trọng. Thấy thế Văn Tư hơi ngờ vực nói, sao thế? Khung Chiến trầm giọng nói, bọn ta vừa nhận được tin, người phụ nữ đó để Diệp Quân hấp thụ 18 tim pháp luật vô thượng. Văn Tư nhíu mày, cô ta muốn nuôi dưỡng Diệp Quân. Khung Chiến lắc đầu, không thể, mặc dù Diệp Quân yêu nghiệt. Nhưng muốn đạt đến độ cao như cô ta không phải là điều có thể đạt được trong thời gian ngắn, mục đích của cô ta khi làm vậy là muốn. Nói đến đây ba người nhìn nhau, ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Khung Chiến trầm giọng nói, bây giờ các ngươi lập tức đến Hoàng Lăng Vương Triều Thần Hư, ta đến dị vực một chuyến. Nói rồi ông ta biến mất khỏi đó. Văn Tư hơi khó hiểu, Mông tộc trưởng, Kỳ pháp viện trưởng. Kỳ pháp trầm giọng nói, phải ngăn người phụ nữ đó lại, nếu không mọi người đều sẽ chết. Nói rồi bà ta xòe tay ra, một lệnh bài ma pháp bí ẩn bỗng bay ra từ trong tay bà ta, sau đó biến mất. Mông Võ ở một bên do dự một lúc, sau đó lấy một chiếc răng nanh và bóp nát nó. Học viện thần pháp, rất nhiều cường giả chen chúc nhau chạy ra, từng ánh mắt lam thần pháp lướt qua trên không trung lao thẳng về hướng Vương Thành. Gần như cùng lúc đó trên cánh đồng tuyết ở phía Bắc, vô số khí tức cực mạnh lao lên trời chạy thẳng về phía Vương Thành. Trong đại điện, Kỳ pháp nhìn Đa Nguyên Đạo Đế và Văn Tư, đi thôi, lập tức đến Hoàng Lăng. Nói rồi bà ta và Mông Võ biến mất khỏi đó. Trong tộc Thiết Thần cũng có rất nhiều cường giả đều bay lên trời, chạy thẳng đến Vương Thành. Văn Tư quay đầu lại nhìn Đa Nguyên Đạo Đế,
hơi ngờ vực nói, nhất điện chủ đó muốn làm gì vậy? Đa Nguyên Đạo Đế cười nói, làm gì không quan trọng, cũng chỉ có thế thôi. Văn Tư. Thấy Đa Nguyên Đạo Đế còn muốn nói gì đó, Văn Tư vội nói, đi thôi. Nói xong ông ta xoay người biến mất ở tận chân trời. Trong Hoàng Lăng. Lúc này Diệp Quân vẫn đang điên cuồng hấp thụ tim pháp luật vô thượng. Sau khi hắn nuốt chửng, ánh sáng vàng chứa đựng năng lượng mạnh mẽ không ngừng bay lên trời từ trong người hắn, từ Hoàng Lăng đến trong tinh không, vô cùng tráng lệ. Phản Chiêu Đế ở trước mặt Diệp Quân còn đang bận chân áp. Lúc này người đeo mặt nạ xuất hiện phía sau Phản Chiêu Đế. Người đeo mặt nạ trầm giọng nói, Phản Đế, chúng đến rồi. Phản Chiêu Đế khẽ gật đầu, nằm trong kế hoạch. Người đeo mặt nạ không nói gì nữa mà lui ra ngoài. Lúc này, vô số khí tức đáng sợ tràn vào từ bên ngoài Hoàng Lăng, chỉ trong chốc lát dãy núi vô tận biến thành bột phấn. Nhưng Hoàng Lăng vẫn ở đó, xung quanh Hoàng Lăng toát ra sức mạnh phù văn kỳ lạ, sức mạnh này ngăn chặn tất cả khí tức. Ngoài Hoàng Lăng có bốn người, ba nam một nữ. Bốn người này không ai khác chính là Khung Chiến tộc trưởng tộc Thiết Thần, Kỳ Pháp viện trưởng học viện Thần Pháp, Mông Võ tộc trưởng tộc Cự Nhân Thiên Nhung, Văn Tư và Đa Nguyên Đạo Đế. Khung Chiến nhìn Hoàng Lăng, ông ta híp mắt lại, Phản Chiêu Đế, cô cần gì phải làm thế? Phản Chiêu Đế trong Hoàng Lăng cười nói, các vị đợi một chút, đợi Diệp công tử đột phá. Nói rồi cô ta dùng sức ấn mạnh tay phải xuống. Một luồng năng lượng đáng sợ bỗng bộc phát từ trong cơ thể Diệp Quân, thoáng chốc toàn bộ năng lượng đó đều bị cơ thể Diệp Quân hấp thu. Lúc này khí tức của Diệp Quân lại tăng lên. Ở bên ngoài, đám người Khung Chiến đều sầm mặt. Văn Tư nhìn Hoàng Lăng, hơi khó hiểu cô ta muốn làm gì. Khung Chiến trầm giọng nói, cô ta muốn ngưng tụ lại pháp ấn vô thượng để luật pháp vô thượng và trật tự làm lại. Nghe đến đây Văn Tư hiểu ý ngay. Bây giờ khu vực thần hư nằm ở vùng không có trật tự, mặc dù luật pháp vô thượng cũng vẫn tồn tại nhưng không có sự ràng buộc, nếu pháp ấn vô thượng được ngưng tụ lại thì có nghĩa là trật tự sẽ được lập lại, đến lúc đó những người tu luyện luật pháp vô thượng sẽ bị ràng buộc bởi luật pháp vô thượng. Khung Chiến còn muốn nói gì đó, Mông Võ lập tức nổi nóng, phí lời với cô ta làm gì. Nói rồi ông ta tung một quyền đập mạnh vào Hoàng Lăng. Khi cú đấm này giáng xuống, trời đất bị đập tan thành hư vô, màn chắn bảo vệ xung quanh Hoàng Lăng lập tức bị vỡ vụn rồi bị tiêu diệt. Mông Võ đang định ra tay lần nữa thì đúng lúc này người đeo mặt nạ bất ngờ xuất hiện trước mặt Mông Võ, giơ tay đấm một phát. Ánh mắt Mông Võ lóe lên tia tàn ác, không né đòn mà tấn công ngược lại, tung ra một quyền vào người đeo mặt nạ. Nắm đấm hai người va chạm vào nhau, một sức mạnh đáng sợ nổ tung, Mông Võ liên tục lùi về sau cả trăm trượng. Thấy thế ánh mắt Khung Chiến và Kỳ Pháp ở một bên đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. Mông Võ bị đánh lùi bỗng nổi giận, đang định ra tay lần nữa nhưng lại bị Khung Chiến ngăn lại, ông ta nhìn người đeo mặt nạ, ngươi là ai? Người đeo mặt nạ bình tĩnh nói, Khung tộc trưởng, Phản Đế đang bận, các ông có việc gì có thể nói với ta? Khung Chiến nhìn người đeo mặt nạ, nói với ngươi, ngươi đại diện cho Vương Thành à? Người đeo mặt nạ gật đầu. Khung Chiến híp mắt, rốt cuộc ngươi là ai? Người đeo mặt nạ không nói gì mà quay đầu nhìn vào Hoàng Lăng bên dưới. Lúc này, được Phản Chiêu Đế giúp đỡ, khí tức của Diệp Quân càng trở nên đáng sợ hơn, những cột sáng màu vàng đáng sợ tỏa ra từ người hắn, cột sáng màu vàng xuyên qua Hoàng Lăng rồi biến mất trên bầu trời, lúc này cả tinh hà đều bắt đầu sôi sục. Thấy thế sắc mặt đám người Khung Chiến xa sầm. Sắc mặt Văn Tư cũng thế, không thể để hắn đột phá. Sau khi tăng thực lực của kiếm ý trật tự, thực lực của Diệp Quân cũng vô cùng mạnh, nếu bây giờ lại đột phá nữa thì không thể đánh lại hắn. Mông Võ bỗng tiến lên một bước, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên trào ra từ trong người ông ta như thủy triều. Chỉ thoáng chốc ông ta đã đến trước mặt người đeo mặt nạ, người đeo mặt nạ giơ tay phải ra trước rồi đè mạnh xuống. Một làn sóng công kích của sức mạnh đáng sợ nổ tung, cả trời đất biến thành hư vô. Đúng lúc này, một cột sấm sét cao hàng ngàn trượng từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng về phía người đeo mặt nạ, người đeo mặt nạ giơ tay tung một quyền. Bùm! Cột sấm sét cao hàng ngàn trượng nổ tung,
nhưng người đeo mặt nạ cũng lập tức bị văng ra xa cả ngàn trượng. Kỳ Pháp bỗng tiến lên một bước, bà ta cầm cây pháp trượng gõ nhẹ vào Hoàng Lăng bên dưới, lúc này, Hoàng Lăng lập tức bốc cháy, cùng lúc đó hàng ngàn tia sấm sét xé tan bầu trời đánh thẳng vào Hoàng Lăng phía trước đó. Đúng lúc này, người đeo mặt nạ bỗng xuất hiện trên bầu trời Hoàng Lăng, hai tay gã hình thành một ấn chú, một ấn vàng lập tức bay ra từ lòng bàn tay gã, ấn vàng bay lên trong gió rồi biến thành một màn sáng dài rộng cả vạn trượng, treo lơ lửng trên Hoàng Lăng, lúc này từng tia sấm sét đáng sợ đánh thẳng xuống, những âm thanh chói tai vang lên khắp trời đất, vô cùng đáng sợ. Mông Võ bên cạnh Kỳ Pháp bỗng biến mất khỏi đó, ông ta đâm mạnh về phía người đeo mặt nạ cách đó không xa như một viên đạn pháo. Bùm! Chỉ thoáng chốc người đeo mặt nạ bị đánh văng ra xa. Ở một bên khác, Khung Chiến bỗng cầm một cái búa lớn xuất hiện trên Hoàng Lăng, ông ta giơ cái búa lên rồi đập xuống, cả Hoàng Lăng nổ tung, chính ông ta cũng lao xuống dưới, sau đó đánh mạnh một búa vào Diệp Quân và Phan Chiêu Đế cách đó không xa. Ngay khi chiếc búa vẫn còn cách Diệp Quân và Phản Chiêu Đế mấy chục trượng, Phản Chiêu Đế bỗng giơ tay trái lên, sau đó khẽ vung tay về phía nó. Rầm! Cả người Khung Chiến bị chấn động văng ra xa cả ngàn trượng, sau khi dừng lại hai tay ông ta không ngừng run rẩy, ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Phản Chiêu Đế ở đằng xa, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Phản Chiêu Đế mặc kệ Khung Chiến, tay phải cô ta để lên vai Diệp Quân bỗng đè xuống. Vô số sức mạnh trong cơ thể Diệp Quân lao ra như thủy triều. Nhìn thấy khí tức của Diệp Quân ngày càng mạnh, sắc mặt của Khung Chiến tối sầm lại, ánh mắt hiện lên tia hung ác, ông ta bỗng cầm một cây búa trong tay bay lên không trung, sau đó đánh vào Diệp Quân và Phản Chiêu Đế cách đó không xa. Đòn tấn công này của ông ta khiến thời không bị lõm xuống hệt như cái đáy nồi, vô cùng đáng sợ. Phản Chiêu Đế ở đằng xa quay đầu lại, vung tay lên. Vèo. Khung Chiếu lại bị văng ra xa lần nữa. Sau khi dừng lại, Khung Chiến hơi khó tin nhìn Phản Chiêu Đế ở phía xa, ông ta biết Phản Chiêu Đế rất mạnh nhưng thật ra ông ta không biết Phản Chiêu Đế mạnh đến mức nào, vì họ chưa từng đánh với nhau bao giờ, mà lần này ông ta nhận ra người phụ nữ này mạnh hơn ông ta nghĩ rất nhiều. Sau đánh văng Khung Chiến ra xa, Phản Chiêu Đế không tấn công ông ta nữa mà rời mắt nhìn Diệp Quân. Lúc này, 18 tim pháp luật vô thượng trong người Diệp Quân đã được hắn hấp thu đến 90%. Lúc này cảnh giới của Diệp Quân cũng đã đạt đến cảnh giới của vô thượng đế thần, không chỉ vậy, vì hắn hấp thu quá nhiều tim pháp luật vô thượng nên lúc này trên người hắn dày đặc phù văn kỳ quái. Chuẩn tắc của luật pháp vô thượng. Lúc tu luyện luật pháp vô thượng đạt được sức mạnh cũng phải tuân theo quy tắc của luật pháp vô thượng. Diệp Quân siết chặt hai tay. Lúc này hắn cảm thấy trong cơ thể mình có sức mạnh đáng sợ, đồng thời hắn cũng cảm nhận được những quy luật đó đều là hạn chế. Lúc này, Mông Võ, Đa Nguyên Đạo Đế và Văn Tư đột nhiên xuất hiện bên cạnh Khung Chiến, Khung Chiến nhìn chằm chằm vào Phản Chiêu Đế ở phía xa, trầm giọng nói, người phụ nữ này rất mạnh. Mông Võ nhìn Diệp Quân, không thể để chúng thành công. Nói rồi ông ta bỗng tiến lên một bước, khôi phục bản thể, cơ thể cao gần cả trăm trượng. Cánh tay như trụ cột, đôi mắt rực lửa, từng luồng khí tức cực mạnh không ngừng tỏa ra, quét ra khỏi cơ thể ông ta, lúc này tinh hà bắt đầu sôi sục. Mông Võ bỗng hét lên, siết chặt nắm đấm, sau đó đánh mạnh về phía Diệp Quân và Phản Chiêu Đế. Cường giả cảnh giới đỉnh cao vô thượng thần đế cố gắng hết sức đánh ra một đòn thì có thể biết sức mạnh đáng sợ thế nào. Ngay khi đòn tấn công này lao đến, uy lực khí thế đáng sợ lập tức cuồn cuộn. Cả khu vực thần hư đều bị uy lực khí thế này bao phủ. Phản Chiêu Đế cũng chẳng thèm quay đầu lại, giơ tay lên vung ra một đòn. Rầm! Chỉ thoáng chốc Mông Võ đó bị đánh văng ra xa. Thấy thế đám người Khung Chiến đều tỏ vẻ khó tin. Sắc mặt Văn Tư cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, ông ta cứ tưởng thực lực của đám người Khung Chiến và Phản Chiêu Đế ngang nhau, nhưng giờ xem ra cách biệt khá lớn. Sau khi dừng lại, Mông Võ cũng hơi ngạc nhiên, ông ta nhìn nắm đấm của mình, nắm đấm đã nứt ra, máu bắn ra. Mông Võ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Phản Chiêu Đế, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Lúc này Khung Chiến bỗng ngẩng đầu lên, dị chủ, ông chắc chắn không ngăn cô ta ư. Dị chủ nhân của dị vực. Họ vốn dĩ cũng không muốn hợp tác với dị vực,
dù sao dị vực và khu vực thần hư vẫn luôn là kẻ thù truyền kiếp, nhưng họ không có lựa chọn nào khác, cũng không muốn thiết lập lại trật tự luật pháp vô thượng. Bây giờ họ đều là ông lớn, ai mà cam lòng chịu thua chứ? Khung Chiến vừa dứt lời, thời không trên bầu trời bỗng khẽ rung lên, sau đó một người trung niên mặc áo xám chậm rãi đi ra. Dị chủ. Nhìn thấy dị chủ, ánh mắt đám người Khung Chiến lóe lên tia sợ hãi. Dị vực là một nơi rất đáng sợ, phải biết là thời kỳ đỉnh cao của vương triều thần hư cũng không thể tiêu diệt được họ. Sau khi xuất hiện, dị chủ nhìn đám người Khung Chiến, cười nói, chuyện này là chuyện nội bộ của vương triều thần hư, không liên quan đến dị vực ta, các ngươi giải quyết trước đi. Nói rồi ông ta lui sang một bên, không có ý ra tay. Nhìn thế, sắc mặt đám người Khung Chiến tối sầm lại, sao mà họ không hiểu được dị chủ này đang muốn bàng quan nhìn, sau đó ngư ông đắc lợi. Khung Chiến và Mông Võ liếc nhìn nhau, thấy Diệp Quân ở phía xa sắp đột phá hoàn toàn, họ cũng không nói gì về võ đạo nữa, lập tức cùng nhau lao về phía Phạn Chiêu Đế và Diệp Quân. Tay trái Phạn Chiêu Đế ở cách đó không xa giơ về phía Khung Chiến và Mông Võ, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Khung Chiến và Mông Võ bị chấn áp ngay tại chỗ. Thấy thế ánh mắt Văn Tư ở cách đó không xa lóe lên tia nghiêm túc. Thực lực của người phụ nữ này quả thật hơi khó tin. Dị chủ nhìn Phạn Chiêu Đế, nụ cười cũng dần biến mất. Lúc này tay trái Phạn Chiêu Đế bông vung lên. Vèo vèo. Khung Chiến và Mông Võ bị văng ra xa. Không đợi hai người hoàn hồn, lúc này trong người Diệp Quân bỗng toát ra khí tức đáng sợ, tay phải của Phạn Chiêu Đế cũng thu lại. Diệp Quân siết chặt hai tay, cơ thể toát ra từng khí tức vừa mạnh vừa đáng sợ. Thấy thế Văn Tư sầm mặt, ông ta biết thực lực của Diệp Quân này lại mạnh hơn. Phạn Chiêu Đế quay lại nhìn đám Khung Chiến, cười nói, Khung Chiến, ông thế mà lại bắt tay với dị vực, ông có biết tiên tổ của ông Khung Giã đã chết trong tay dị vực không hả? Khung Chiến nhìn chằm chằm Phạn Chiêu Đế, nếu lúc đầu không phải vương triều thần hư cố ý hãm hại, tiên tổ ta sẽ chết trong tay dị vực sao? Phạn Chiêu Đế lắc đầu, ông sai rồi, tiên tổ của ông là người tài năng thế nào? Làm sao ông ta có thể không biết âm mưu của đế vương đời trước của vương triều thần hư chứ? Ông ta biết điều đó, nhưng ông ta vẫn mặc kệ tất cả chống đối với dị vực. Khung Chiến nhíu mày. Phạn Chiêu Đế thấp giọng thở dài, việc này là do đế hoàng vương triều thần hư bọn ta thiển cận, có lỗi với chiến tướng Khung Giã, nên nể mặt chiến tướng Khung Giã, ta sẽ không tiêu diệt tộc Thiết Thần. Khung Chiến lạnh lùng nói, tiêu diệt tộc Thiết Thần ư? Phạn Chiêu Đế, cô lớn lối thật đấy, ta thừa nhận cô rất mạnh, nhưng cô mạnh thì có thể đánh được mấy người. Phạn Chiêu Đế mỉm cười, cô ta bỗng biến mất khỏi đó, Khung Chiến ở phía xa biến sắc, ông ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị bóp chặt. Mọi người đều hoảng sợ. Phạn Chiêu Đế nhìn chằm chằm Khung Chiến mặt đầy vẻ hoảng sợ, khẽ cười, ông nghĩ đối thủ của ta là các ông à? Ngây thơ. Nói rồi cô ta ném ông ta sang một bên. Vèo. Thời không cách đó ngàn trượng vỡ vụn, Khung Chiến chỉ còn lại linh hồn. Lúc này tất cả mọi người đều kinh hãi, Văn Tư cũng không thể tin được. Mẹ nó chứ, ông ta đã đánh giá quá thấp thực lực của nhất điện chủ này rồi. Văn Tư quay đầu nhìn Đa Nguyên Đạo Đế bên cạnh, Đa Nguyên Đạo Đế trông rất bình tĩnh, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt như thể mọi thứ đều được tầm kiểm soát. Thấy Đa Nguyên Đạo Đế bình tĩnh như vậy, Văn Tư cũng thở phào. Ở đằng xa, Phạn Chiêu Đế không để ý đến đám người Khung Chiến nữa, cô ta chậm rãi bước đến chỗ Diệp Quân, xòe tay ra, bốn mảnh vỡ màu vàng bỗng xuất hiện trong tay cô ta. Thần ấn vô thượng. Mông Võ nhìn chằm chằm bốn mảnh vỡ màu vàng đó, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Nếu thần ấn vô thượng lại được ngưng tụ tức là luật pháp vô thượng được khôi phục, những người tu luyện luật pháp vô thượng như họ phải tuân theo. Nhưng lúc này họ không thể ngăn cản được nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, đôi đồng tử hiện lên màu vàng, nhưng nhanh chóng nhạt dần, trở lại bình thường. Phạn Chiêu Đế xòe tay ra, bốn mảnh vỡ màu vàng đó bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế, thần ấn vô thượng. Phạn Chiêu Đế gật đầu, bây giờ trong người của ngươi có sức mạnh của 18 tim pháp luật vô thượng, hoàn toàn có thể ngưng tụ được nó. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế,
sau đó nhận lấy bốn mảnh vỡ màu vàng, hắn từ từ nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sức mạnh màu vàng tràn vào lòng bàn tay hắn. Sau khi sức mạnh vàng tràn vào, bốn mảnh vỡ màu vàng bắt đầu khẽ rung, sau đó chúng bắt đầu ngưng tụ lại. Thấy thế đám người khung chiến cảm thấy hơi tuyệt vọng. Ngay lúc thần ấn vô thượng sắp ngưng tụ hoàn toàn, Diệp Quân bỗng nhìn Phản Chiêu Đế trước mặt, với thực lực của cô cũng có thể ngưng tụ ra thần ấn này phải không? Phản Chiêu Đế gật đầu, ừ. Diệp Quân hơi khó hiểu, vậy tại sao cô lại bảo ta làm? Phản Chiêu Đế mỉm cười nói, còn nhớ những lời ngươi nói với ta hôm đó không? Diệp Quân nhíu mày, nói gì? Phản Chiêu Đế cười nói, ngươi nói trật tự của ngươi phải có người giám sát, nếu không có người giám sát, pháp và trật tự của ngươi sẽ là mối nguy hại lớn nhất. Cốt lõi của trật tự vô thượng không phải là vì tất cả chúng sinh, mà là vì dục vọng ích kỷ cá nhân, pháp này không nên tồn tại. Sau khi ngưng tụ thần ấn này, ngươi có thể thay thế luật pháp vô thượng bằng quan huyên pháp của ngươi, sau đó truyền bá bằng quan huyên pháp ra khắp vũ trụ. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, đây chính là mục đích của cô. Phản Chiêu Đế lắc đầu, chỉ là một trong số đó. Diệp Quân nhíu mày. Phản Chiêu Đế mỉm cười nói, đừng nghĩ nhiều, chỉ cần ngưng tụ nó. Ngưng tụ thần ấn này để quan huyên pháp của ngươi thay luật pháp vô thượng, ngươi có thể chứng đạo thành thần. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, tay phải hắn hơi dùng sức, thoáng chốc thần ấn vô thượng đã được ngưng tụ. Ngay khi thần ấn vô thượng được ngưng tụ thành công, một sức mạnh bí ẩn bỗng xuất hiện. Lúc này hễ là cường giả khu vực thần hư từng tu luyện luật pháp vô thượng đều cảm nhận được sức mạnh này. Quy tắc vô thượng. Lúc này đám người khung chiến đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vì họ cũng cảm nhận được những quy tắc này, Diệp Quân cầm thần ấn vô thượng thì có thể trấn áp được họ. Ngay lúc này Phản Chiêu Đế nói, thay thế luật pháp. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, thay đổi. Phản Chiêu Đế gật đầu. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, hắn bắt đầu thử thay đổi luật pháp, nhưng khi thay đổi luật pháp thứ nhất, thần ấn vô thượng trong tay hắn đột nhiên rung lên, sau đó một áp lực đáng sợ bỗng lao đến từ sâu trong tinh hà. Nhiệt tử. Một tiếng gầm vang lên từ sâu trong tinh không, sau đó một uy lực đáng sợ như thủy triều truyền đến từ tinh hà, uy lực này mạnh đến mức vượt qua khí tức của Phản Chiêu Đế, vô cùng đáng sợ. Cả khu vực thần hư sục sôi. Nghịch tử. Lúc này, tất cả mọi người đều hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn vào tận cuối tinh hà, ở đó từng luồng khí tức cực mạnh cuồn cuộn đến như thủy triều, uy lực cực mạnh tựa như muốn nghiền nát cả khu vực thần hư, vô cùng đáng sợ. Mọi người đều sợ hãi. Người đến là ai? Trên không trung, dị chủ nhìn chằm chằm tận cuối tinh hà, khẽ cau mày, trong mắt ông ta hiện lên vẻ nghiêm trọng. Mấy người kỳ pháp ở một bên mặt đầy vẻ khó hiểu. Đúng lúc này, một hư ảnh bỗng xuất hiện trên bầu trời hoàng lăng, khi hư ảnh đó xuất hiện, thần ấn vô thượng trong tay Diệp Quân run rẩy, phát ra từng tiếng kêu trầm thấp. Hình như mấy người kỳ pháp xung quanh cảm nhận được gì đó, ai cũng biến sắc, sau đó sắc mặt trắng bệch như thây ma. Văn Tư cách đó không xa nhìn hư ảnh đó, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, người này rất mạnh. Đa Nguyên Đạo Đế mỉm cười, nụ cười hơi kỳ lạ. Văn Tư. Lúc này, hư ảnh dần ngưng tụ lại, là một người đàn ông trung niên mặc long bào, có bộ râu bồng bềnh, không giận mà uy, trên người toát ra một khí thế bức người. Khi nhìn thấy người đến, mấy người kỳ pháp đó đều hơi khó tin. Phản Đạo Nguyên. Thủy tổ nền văn minh của Vương Triều Thần Hư. Sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải ông ta đã chết rồi sao? Cường giả khu vực Thần Hư đầy ngờ vực. Dị chủ nhìn chằm chằm Phản Đạo Nguyên, trong mắt ngoài vẻ nghiêm nghị thì còn chút kiêng dè. Khi Phản Đạo Nguyên này ở đây, dị vực bị chèn ép đến mức không thở nổi, ngay cả chút địch ý cũng không dám để lộ chứ đừng nói đến việc đấu với Vương Triều Thần Hư. Ông ta cũng không ngờ thủy tổ nền văn minh Vương Triều Thần Hư lại xuất hiện ở đây, hôm nay chuyện này hơi khó hiểu, bất thường. Phản Đạo Nguyên nhìn Phản Chiêu Đế bên dưới, ánh mắt xa sầm, nghịch tử. Giọng nói như sấm rền. Chỉ một tiếng quát đã khiến khu vực thần hư thiêu đốt. Mọi người hoảng sợ. Diệp Quân cũng hãi hùng, điều khiến hắn ngạc nhiên là lúc này sức mạnh luật pháp vô thượng trong người hắn đang sôi sục như thể đang đáp lại Phản Đạo Nguyên, hắn nhanh chóng trấn áp lại.
Ngay lúc này Phản Chiêu Đế bỗng vung tay phải lên, cả khu vực thần hư bỗng chốc khôi phục lại như trước. Thấy thế Phản Đạo Nguyên híp mắt lại. Phản Chiêu Đế nhìn Phản Đạo Nguyên, cười nói, lão tổ, ông quả nhiên vẫn luyến tiếc luật pháp vô thượng. Phản Đạo Nguyên nhìn Phản Chiêu Đế, người cố ý lợi dụng hắn để dụ ta ra. Phản Chiêu Đế gật đầu, phải. Phản Đạo Nguyên bình tĩnh nói, sao thế, muốn đánh chết ta để thay thế à? Phản Chiêu Đế hỏi ngược lại, không được sao? Vừa nghe cô ta nói thế, các cường giả khu vực thần hư đều vô cùng ngạc nhiên. Phản Chiêu Đế muốn làm gì thế? Đánh chết tiên tổ hả? Phản Đạo Nguyên nhìn Phản Chiêu Đế, đừng quên nguồn gốc sức mạnh mà ngươi tu luyện là của ta. Phản Chiêu Đế không đáp lời Phản Đạo Nguyên mà quay đầu nhìn các cường giả khu vực thần hư đó, vương triều thần hư chúng ta cộng với vị lão tổ này thì có tổng cộng 19 vị đế vương, mà cuối cùng 18 vị đế vương đều chết, các vị có biết tại sao không? Mọi người đều hơi thắc mắc. Phản Chiêu Đế cười rồi nói tiếp, bởi vì một khi có người đạt đến trên vô thượng thần đế, cũng chính là cảnh giới đạo thần trong truyền thuyết thì sẽ cưỡng ép cướp đoạt tim thần luật pháp vô thượng trong cơ thể. Nói rồi cô ta quay đầu nhìn khung chiến cách đó không xa, thật ra năm đó lúc đánh với dị thần, chiến tướng khung giã đã đột phá, nhưng vào thời điểm quan trọng, cơ thể ông ta bỗng biến đổi, nên cuối cùng ông ta phải chết với dị thần, tại sao? Vì tim thần luật pháp vô thượng trong người ông ta bị cưỡng ép cướp đi. Vừa nghe nói thế, các cường giả đế quốc thần hư đều tỏ ra ngạc nhiên và sợ hãi. Phản Chiêu Đế nhìn Phản Đạo Nguyên vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước, cười nói. Năm đó lúc vị tiên tổ này tạo ra luật pháp vô thượng chắc cũng không nghĩ nhiều như thế, ông ấy đơn giản là chỉ muốn làm cho vương triều thần hư tốt hơn. Nhưng sau đó khi ngày càng có nhiều người tu luyện thần pháp vô thượng, ông ấy mới nhận ra ông ấy có thể có được sức mạnh từ trong đó, cuối cùng ông ấy coi tất cả chúng sinh trong khu vực thần hư là liều thuốc bổ của mình. Các cường giả khu vực thần hư đều khó tin nhìn Phản Đạo Nguyên. Phản Đạo Nguyên nhìn Phản Chiêu Đế, lúc đầu hẳn là nên giết chết ngươi. Phản Chiêu Đế cười nói, hối hận rồi sao? Phản Đạo Nguyên bình tĩnh nói, hối hận cái gì? Bây giờ giết cũng không muộn. Nói rồi ông ta bỗng xòe tay phải ra, sau đó khẽ đè xuống. Uy lực này khiến từng tầng không gian chỗ Phản Chiêu Đế sụp đổ, nhưng ngay sau đó Phản Chiêu Đế bước đến trước một bước, cô ta lại bước thẳng ra ngoài. Phản Đạo Nguyên híp mắt lại. Phản Chiêu Đế quay đầu nhìn Diệp Quân ở một bên. Cười nói, tiếp tục thay thế, dung hòa quan huyên pháp của ngươi vào trong thần ấn vô thượng này. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, hắn không nhiều lời bắt đầu cưỡng ép thay thế. Muốn làm việc lớn thì đừng do dự. Làm trước rồi nói sau. Trời có sập xuống cũng có cha chống đỡ. Tuy nhiên thay thế một lúc, Diệp Quân cảm thấy có gì đó không đúng, vì hắn phát hiện ra một loại sức mạnh bí ẩn không rõ, mà sức mạnh này cũng không phải là sức mạnh của luật pháp vô thượng. Nhưng lúc này hắn cũng không lo được nhiều như thế, chỉ có thể làm trước tính sau. Thấy Diệp Quân sắp cưỡng ép thay thế luật pháp vô thượng của mình, ánh mắt Phản Đạo Nguyên trở nên lạnh lùng, ông ta tiến đến trước một bước, cả khu vực thần hư lại sôi trào, thiêu đốt. Nhưng ngay lúc này Phản Chiêu Đế bỗng biến mất khỏi đó. Phản Đạo Nguyên ở trên bầu trời híp mắt lại, tung ra một cú đấm. Sức mạnh của ngàn vạn luật pháp nổ tung như pháo hoa. Cực kỳ sáng chói nhưng lại bị dập tắt trong thoáng chốc, cùng lúc đó Phản Đạo Nguyên lùi về sau gần cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, Phản Đạo Nguyên hơi khó tin nhìn Phản Chiêu Đế, người không tu luyện luật pháp vô thượng. Phản Chiêu Đế không đáp lời Phản Đạo Nguyên, mà nhìn Diệp Quân. Lúc này, Diệp Quân đã bắt đầu từ từ thay thế luật pháp vô thượng trong thần ấn thành quan huyên pháp của mình. Lúc này các cường giả khu vực thần hư cũng cảm nhận được sự thay đổi của luật pháp vô thượng. Lúc này ai cũng ngây người. Phản Đạo Nguyên cũng cảm nhận được sự thay đổi này, ông ta bỗng nhìn sang Diệp Quân, khinh thường nói, để hắn thay thế ta ư. Hắn xứng sao? Phản Chiêu Đế bỗng giơ tay lên tung ra một quyền. Phản Đạo Nguyên lại bị một đòn tấn công của cô ta đánh lùi lại cả ngàn trượng. Phản Chiêu Đế nhìn Phản Đạo Nguyên, hắn thay thế ông là vinh hạnh của ông, có biết không vậy? Nghiệt tử! Phản Đạo Nguyên nhìn chằm chằm Phản Chiêu Đế, vừa tức giận vừa ngạc nhiên, ông ta không ngờ thực lực con cháu đời sau của mình lại mạnh như vậy.
Thấy Diệp Quân dần bắt đầu thay thế luật pháp của mình, ánh mắt Phản Đạo Nguyên hiện lên tia hung ác, ông ta bỗng xòe tay ra, một cột sáng màu vàng lao lên từ trong lòng bàn tay, thoáng chốc cả khu vực thần hư được bao bọc bởi một luồng khí tức đáng sợ. Sau đó các cường giả của khu vực thần hư vô thức toát ra những cột vàng đáng sợ, sau đó những cột sáng vàng này tràn vào lòng bàn tay ông ta như thủy triều. Tất cả cường giả khu vực thần hư đều hoảng sợ. Vì lúc này họ cảm nhận được sức mạnh luật pháp vô thượng trong người mình đang dần biến mất. Họ muốn áp chế lại nhưng không thể ngăn lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sức mạnh của mình liên tục biến mất. Lúc này tất cả cường giả khu vực thần hư đều tuyệt vọng. Lúc này họ mới hiểu thì ra cả đời này họ đều đang tu luyện cho người khác. Nhìn thấy Phản Đạo Nguyên cưỡng ép hấp thu sức mạnh của các cường giả khu vực thần hư, Phản Chiêu Đế bỗng tiến lên một bước, cô ta đưa tay phải về phía trước rồi lắc nhẹ. Thủ chấp phản cổ. Chỉ trong thoáng chốc, hàng vạn đại đạo tụ tập, ngay sau đó từng sức mạnh đáng sợ dâng trào về phía Phản Đạo Nguyên. Phản Đạo Nguyên híp mắt lại, giơ tay trái ra, sau đó đè xuống. Uy lực này khiến sức mạnh của hàng vạn đại đạo bị màn chắn vô hình chặn lại. Lúc này Phản Chiêu Đế bỗng biến mất khỏi đó. Ánh mắt Phản Đạo Nguyên hiện lên vẻ hung ác, ông ta tung ra một quyền khiến cả vũ trụ tinh hà bắt đầu sục sôi. Rầm. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Phản Đạo Nguyên bị chấn động lùi về sau. Lại bị áp chế lần nữa. Thấy thế sắc mặt Văn Tư ở cách đó không xa tối sầm. Dĩ nhiên họ hy vọng Phản Đạo Nguyên sẽ thắng, dù sao đối thủ của họ cũng là Diệp Quân. Nhưng nghĩ tới điều gì, ông ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Đa Nguyên Đạo Đế ở bên cạnh, lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế vẫn rất bình tĩnh, trên môi nở nụ cười. Văn Tư do dự một chốc rồi nói, Đa Nguyên Đạo Đế, chúng ta có cần ra tay không? Đa Nguyên Đạo Đế cười nói, đừng vội, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Văn Tư. Khi Phản Chiêu Đế ngăn Phản Đạo Nguyên lại, Diệp Quân đã bắt đầu dần thay thế các luật pháp trong thần ấn vô thượng thành quan huyên pháp. Thật ra cách thay thế rất đơn giản, đó là dung hợp tất cả luật pháp của quan huyên pháp vào thần ấn vô thượng là được. Lúc này, Diệp Quân cũng mới hiểu được rằng thứ thực sự có sức mạnh không phải là pháp luật vô thượng mà là thần ấn vô thượng, vì thần ấn vô thượng này có thể chuyển hóa pháp luật thành sức mạnh để người khác có được. Cảm nhận được pháp luật vô thượng của mình bắt đầu bị thay thế. Sắc mặt Phản Đạo Nguyên trên bầu trời bỗng trở nên hung dữ, pháp luật vô thượng này là nguồn sức mạnh của ông ta, nếu pháp luật vô thượng bị thay thế, thực lực của ông ta sẽ giảm đi rất nhiều. Phản Đạo Nguyên nhìn Phản Chiêu Đế vẫn rất bình tĩnh ở phía đối diện, ông ta bỗng xòe tay ra, một luồng sáng vàng kim bắn ra từ trong lòng bàn tay, ngay sau đó vô số cột sáng vàng đáng sợ tụ lại. Lại hấp thu sức mạnh của rất nhiều cường giả ở khu vực thần hư. Phản Đạo Nguyên nhìn Phản Chiêu Đế, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, tung ra một quyền. Đòn tấn công này tập hợp sức mạnh của tất cả cường giả trong khu vực thần hư, chỉ cần một luồng uy lực là có thể khiến rất nhiều cường giả ở khu vực thần hư nghẹt thở. Uy lực của một quyền trấn áp Phản Chiêu Đế. Ngay khi Phản Chiêu Đế chuẩn bị ra tay thì dị chủ cách đó không xa bỗng biến mất khỏi đó, mục tiêu của ông ta thế mà lại là Diệp Quân cách đó không xa. Diệp Quân đang thay thế pháp luật vô thượng bỗng cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ từ phía sau, sắc mặt hắn thay đổi, đành phải dừng lại, quay người lại, tay cầm kiếm trật tự chém mạnh xuống. Một tia kiếm quang nổ tung. Vèo. Sau khi tia kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân bị đánh văng ra xa cả ngàn trượng. Sau khi dừng lại, dị chủ nhíu mày, ông ta không ngờ thiếu niên trông có vẻ yếu ớt trước mặt này lại có thể đỡ được đòn tấn công này. Không nghĩ nhiều ông ta đang định ra tay lần nữa, ngay lúc này Diệp Quân cách đó không xa bỗng biến mất khỏi đó. Vụt! Chỉ thấy tia kiếm quang bỗng lao đến trước mặt dị chủ. Dị chủ híp mắt lại, giơ tay lên tung ra một quyền. Bụp! Diệp Quân lại bị đánh lùi về sau lần nữa. Sau khi dừng lại, Diệp Quân quay đầu lại nhìn đám người Mông Võ cách đó không xa, ông già đó muốn hút hết sức mạnh của các ngươi. Nếu ông ta thành công thì sức mạnh của các ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, nếu các ngươi không ra tay ngay bây giờ thì còn chờ đến lúc nào nữa. Nghe Diệp Quân nói thế, đám người Mông Võ nhìn nhau. Thấy động tĩnh của mấy người đó, Diệp Quân rèn sắt khi còn nóng, ta muốn thay đổi luật pháp của ông ta, chỉ cần ta thay đổi được luật pháp của ông ta,
các ngươi sẽ hoàn toàn tự do, không còn bị ông ta khống chế nữa, ta nói thế đã rõ ràng chưa? Mông Võ và Khung Chiến nhìn nhau, lúc này Kỳ Pháp bỗng quả quyết nói, giúp hắn. Nói rồi bà ta xòe tay ra, mấy mươi tia chớp lập tức đánh thẳng xuống chỗ dị chủ. Mông Võ cũng không do dự nữa, nhảy lên lao về phía dị chủ. Thấy thế, sắc mặt dị chủ sa sầm. Thấy dị chủ bị đám người Mông Võ trấn áp, Văn Tư ở cách đó không xa cũng sầm mặt. Họ đến đây không phải là để giúp đám người Mông Võ, mục đích của họ là giết Diệp Quân. Văn Tư quay sang nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, Đa Nguyên Đạo Đế mỉm cười nói, Văn Tư điện chủ, đừng vội, mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Vẻ mặt Văn Tư cứng đờ. Ông ta rất muốn chửi, mẹ kiếp. Nhưng ông ta vẫn nhịn không nói ra. Dù sao Quang Âm Đạo Điện vẫn dựa vào người trước mặt này. Văn Tư hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, ông ta liếc nhìn Phản Chiêu Đế và Phản Đạo Nguyên cách đó không xa, Đa Nguyên Đạo Đế, mặc dù Phản Đạo Nguyên đó có thể hấp thụ sức mạnh của các cường giả ở cả khu vực thần hư, nhưng hiện tại e là ông ta không có khả năng ngăn được người phụ nữ kia, thực lực của người phụ nữ kia quả thật là đáng sợ, hay là giờ chúng ta ra tay giải quyết Diệp Quân kia trước. Đa Nguyên Đạo Đế mỉm cười, Văn Tư điện chủ, đừng vội, mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Sắc mặt Văn Tư sa sầm. Sau khi có đám người Mông Võ gia nhập, Diệp Quân thoải mái hơn nhiều, hắn bắt đầu tiếp tục chuyển đổi luật pháp. Lúc chuyển đổi luật pháp, hắn nhận ra trong người hắn có thêm một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Sức mạnh quan huyên pháp. Cảm nhận được thế, Diệp Quân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn không ngờ thần ấn vô thượng này lại có thể ban cho sức mạnh quan huyên pháp đặc biệt như vậy. Lúc này hắn mới nhận ra hình như hắn đã đánh giá thấp thần ấn vô thượng này nhiều rồi. Ngay lúc này, một tiếng nổ chói tai bỗng vang lên khắp xung quanh. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Phản Đạo Nguyên trên bầu trời bị đánh văng ra xa. Thấy thế Diệp Quân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, lúc này Phản Đạo Nguyên đã ngưng tụ sức mạnh của rất nhiều cường giả ở cả khu vực thần hư. Thế nhưng vẫn bị Phản Chiêu Đế trấn áp. Thực lực của người phụ nữ này mạnh đến mức khó tin. Này! Ngay lúc này, Mông Võ cách đó không xa bỗng gọi Diệp Quân, người có thể đừng phân tâm không? Mau chóng đổi luật pháp chết tiệt gì đó đi. Diệp Quân quay đầu lại nhìn Mông Võ, lúc này mặc dù Mông Võ và Kỳ Pháp kết hợp với nhau nhưng vẫn bị dị chủ trấn áp, có thể thấy thực lực của hai người này vẫn không bằng dị chủ. Còn Khung Chiến thì vẫn đang bận khôi phục thân xác. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm thay thế pháp luật. Mỗi lần hắn thay thế một điều luật thì thực lực của Phản Đạo Nguyên sẽ giảm đi một chút. Lúc này sắc mặt Phản Đạo Nguyên ngày càng khó coi, vì ông ta nhận ra cho dù ngưng tụ sức mạnh của cường giả ở cả khu vực thần hư thì cũng không thể áp chế được Phản Chiêu Đế. Ông ta cảm thấy vô cùng kinh sợ. Sao người phụ nữ này có thể mạnh như thế? Sau khi dừng lại Phản Đạo Nguyên không ra tay nữa. Mà nhìn chằm chằm Phản Chiêu Đế, rốt cuộc mục đích ngươi làm vậy là gì? Phản Chiêu Đế cười nói, ác pháp nên bị tiêu diệt. Phản Đạo Nguyên híp mắt lại, ác pháp, trên đời này có ai không vì mình cơ chứ? Thiếu niên mà ngươi thích đó, cho dù bây giờ hắn tốt, nhưng ngươi có thể đảm bảo sau này hắn sẽ không từ bỏ ý định ban đầu của mình vì sức mạnh sao? Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân bên dưới, cười nói, hắn sẽ không. Vì nếu hắn muốn có sức mạnh thật thì sẽ có cách đơn giản hơn. Cô ta biết rất rõ nếu Diệp Quân muốn có sức mạnh thì rất đơn giản, chỉ cần trở thành vua dựa dẫm là được. Khoảng thời gian ở cùng Diệp Quân trong vũ trụ quan huyên khiến cô ta hiểu ra rằng mặc dù thiếu niên này còn yếu, chưa đủ trưởng thành nhưng hắn thực sự muốn làm điều gì đó cho chúng sinh. Tạm thời làm vẫn chưa tốt lắm nhưng không sao, chỉ cần muốn làm là được. Phạm Đạo Nguyên nhìn chằm chằm Phan Chiêu Đế, ông ta siết chặt hai tay, quanh người ông ta toát ra sức mạnh vô thượng đáng sợ, chỉ là khí tức thôi cũng đủ giết chết một cường giả cảnh giới mệnh pháp một cách dễ dàng, cho dù là cảnh giới vô thượng thần đế cùng khó đỡ được. Nhưng sức mạnh của ông ta lại không thể làm gì được Phan Chiêu Đế trước mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 117.